Kính lạy Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, kính bạch Trân Sư Phụ, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 2021, chúng ta đang ở tại thiền đường Lầu 3 chùa Giác Ngộ trong lớp học nâng cao Bát Chánh Đạo. Tối hôm nay chúng ta học về bài kinh Tất Cả Là Quật được Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh, bài kinh thứ hai. Bài kinh này rất là quan trọng cho người tu học Phật. Kính đại chúng, trước khi học, chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần và tĩnh tọa trước để thân tâm mình được an tịnh. Nam mô giữ cân đối vai trái phải, giữ cân đối toàn thể cơ thể vật lý của mình, không cúi không ngửa, thư giãn hai cánh tay. Tay mặt đặt trên tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ vào, thư giãn toàn thân, một hơi thật sâu hết, tĩnh lặng tĩnh lặng. Một hơi thật dài thở, thư giãn, thư giãn. Nắng lòng nghe, lắng lòng. Giữ niệm trên hơi thở,
cảm nhận được cái không gian, cảm nhận được cái tĩnh lặng, cảm nhận được sự tự do. Cảm nhận được sự bình yên. Giữ tâm mình hoan hỷ. Phút giây này thiêng liêng. Một hơi thật sâu vào, một hơi thật dài ra. Cơ thể mình vui mừng khi mình có những hơi thở chánh niệm dành cho nó. Hơi thở chánh niệm là hơi thở lập tức mang đến bình yên, tự do và sự chuyển hóa. Chỉ cần thở có chánh niệm, có ý thức thì không ai có thể làm khổ mình được. Không ai có thể ràng buộc mình được. Không ai có thể lấy mất tự do và bình yên của mình được. Bởi vì mình không có chánh niệm lên hơi thở, bởi vì mình không có ý thức lên hơi thở, cho nên suy nghĩ của mình nó dẫn mình đi tìm người thương, người ghét. Suy nghĩ của mình nó nhớ đến quá khứ, tương lai, nghĩ đến cái đúng, cái sai, rồi mình phản ứng với những suy nghĩ đó, tạo ra cảm thọ, khiến cho mình cảm giác nặng nề, bất an. Và khi suy nghĩ của mình nó được thay thế bởi cái hơi thở chánh niệm, lập tức tự do, bình yên và sự chuyển hóa nó xuất hiện trong cơ thể, trong thân tâm. Mình có thể làm điều đó ngay lúc này. Mình có thể giúp mình, chứ không ai ngoài mình có thể làm điều đó thay. Mình rất muốn được tự do, bình yên, nhưng nhà cửa, người thương, ruộng vườn, tài sản, quyền lực, học vấn, kiến thức, kinh nghiệm, quá khứ, tương lai, tất cả điều kiện sống, hoàn cảnh sống không thể giúp mình được. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta ngồi xuống và buông hết và quên hết những gì trong bộ nhớ mình và đặt niệm trước mặt, thì coi thử sự bình yên, hạnh phúc mà những điều kiện sống, hoàn cảnh sống mà hằng ngày mình nhớ nó, mình sống với cái bình yên mà hơi thở có chánh niệm nó mang lại, cái nào nó có thật hơn, cái nào nó nhiều hơn, cái nào nó rẻ tiền hơn, nó dễ kiếm hơn và nó tồn tại lâu hơn, cái nào nó có sẵn trong mình hơn, cái nào mà mình ít dùng năng lượng, tổn hao sức lực hơn, và tự nhiên tâm mình sẽ lựa chọn cho cái thứ đó đến để nuôi dưỡng ngôi nhà thân tâm của mình. Một hơi sâu, một hơi dài. Nếu mà mình có thể thấy được cơ thể mình ngồi lúc này thì thần thái của mình rất là vực dậy. Mình sẽ thấy được là mình có một sự tự do và không ai lấy đi cái sự bình yên và vực dậy này của mình được. Cho nên ngay lúc này, từng cái tế bào trong cơ thể vật lý cũng như từng cái ý niệm bất an, sợ hãi, nó không có chỗ lưu trú được. Bởi vì hơi thở chánh niệm là hơi thở sức mạnh bậc nhất mà ta có thể có được, ta có thể trao tặng cho sự sống thân tâm này của ta. Là hơi thở sức mạnh, là hơi thở có chánh niệm. Hơi thở có chánh niệm là hơi thở mà ngoài chính ta ra không ai có thể ban tặng cho ta được. Mà nếu phước ta không nhiều, ta thở một hai hơi làm suy nghĩ dẫn đi liền,
Nếu phước ta không lớn thì cái đau của cái thân, cái khó chịu của một cảm thọ, nó khiến người ta bị quấy rầy, bực bênh và căng thẳng. Cho nên thử đặt cái hơi thở của mình vào cái chánh niệm, thử thở một cách có ý thức được 2-3 hơi, cảm nhận được cái bình an lập tức. Nhưng mà nếu phước mình không đủ, cái bình an ở dưới mình nó giống như là một vị khách rất xa lạ đến trong phút chốc và đêm, nó để lại một đống bụi nhùi bất an, ngôi nhà không được quét dọn, những đống rác ấy nó bốc mùi lên, rồi mình này đau khổ. Những đống rác nó sẵn có từ vô thủy kiếp cho không phải kiếp này không, và mình tin vào những đống rác đó là của cải của mình. Mình tìm tòi mình trong những đống rác đó, và mình thường rất là mươi rác ra hơi, và mình đau khổ với cái mùi hôi thối. Rác thì không có hạnh phúc đâu, rác chắc chắn là đau khổ. Nhưng mình tin vào đau khổ là bởi vì nó cho mình cảm giác rất là quen thuộc, gần gũi. Nhưng mà cái sự quen thuộc gần gũi đó kèm theo là sự lo lắng bất an. Không có một suy nghĩ nào mà không tạo ra bất an lo lắng hết đó. Chứ không phải Đức Phật dạy mà một cách vô cớ Đức Phật nói mình đặt niệm trước mặt đâu. Bởi vì hễ mình suy nghĩ là vọng niệm, mà hễ vọng niệm là bất an, mà hễ bất an là đau khổ. Việc của mình là mình lập trình ngược lại, cho mình cơ hội để có thể lập trình ngược lại cái quy trình đặt niệm trước mặt, không suy nghĩ nữa, và mình cảm nhận cái sự bình an tự do. Nam mô Tất Sơ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sơ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sơ Bhagavato Arahato đem năng lượng bình an này, nguyện đem công đức an lành này hồi hướng cho chính con và người con thương, kẻ thương con, người thân kẻ sơ, nhân phi nhân, ông bà cha mẹ, quá cố hiện tại, tất cả muôn loài đều được có thể quay về với thân tâm, xả bỏ quá khứ, buông hết vọng niệm, chánh niệm hiện tiền, tu tập và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, thoát ly mọi đau khổ bất an của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa chư Vinh Đệ, bài kinh mà chúng ta hôm nay học là Sabba Sabba Sutta. Asabba tức là lậu, Sabba tức là tất cả, tất cả lậu hoặc. Sutta là bài kinh, bài kinh về tất cả lậu hoặc. Hồi nãy giờ chúng ta ngồi, chúng ta có cảm nhận cái sự bất an, đau khổ, lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, than sân nào trong lòng không? Ít lắm, nhưng mà có ý nghĩ đến đi không? Có. Thì cái ý nghĩ đó là một cái lậu. Lậu tức là một cái gì đến mà mình không có lựa chọn mời nó tới, mà tự nhiên nó tới là lậu. Tức là nhà mình không có đóng cửa, cửa ngoài cổng không đóng, cửa trong nhà không cài then, và cửa lòng của mình cũng không có chánh niệm, vật lý, tâm lý gì mình cũng không có cài then đóng chốt hết. Cho nên tất cả những gì bên ngoài kia một cách vô tội vạ, không mời mà tự nhiên đến, tất cả những quá khứ trong lòng mình không mời mà tự nhiên nó bật lên, cái TV trong lòng mình không nhấn nút mà tự nhiên chương trình nó chạy, cái vi tính của mình không bật nút start mà chương trình nó cứ liên tục trong đó, nó chạy giống như là bị sổ tả trong lòng, thì đó chính là lậu. Lậu asava tức là rỉ chảy, theo cái ý nghĩa là rơi rớt, đọa lạc. Khi nam nữ mà tác ý giới tính yêu đương đắm đuối là nam căn nữ căn chảy ra nước nhờ. Khi mà mình thèm ăn món gì là nước miếng mình chảy ra. Khi mình bị bệnh
Như thời tiết là cơ thể của mình nó bắt đầu sổ mũi. Khi mình đau khổ trong lòng, nước mắt mình bắt đầu chảy ra. Hay cái gì mà nó mang tính đọa lạc rơi rớt, cái giống như nước chảy xuống, đó là một ý nghĩa của rỉ chảy, asava, đọa lạc. Ý nghĩa thứ hai nữa là khi mà nó rơi rớt, nó hạ liệt và nó tạo ra bất hạnh và đau khổ, là một ý nghĩa của rỉ chảy, đọa lạc, lậu. Và nó ở trong luân hồi sanh tử, cho nó không thể ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Nó quay qua quay lại đọa lạc trong sáu đường của luân hồi, từ địa ngục thấp nhất cho đến chư thiên cõi vô sắc cao nhất. Nó vòng quanh, nó không đi ra thẳng. Cái đó gọi là lậu. Lậu tức là đi vòng vòng. Lậu tức là không đi tới đâu hết. Lậu tức là đau khổ. Lậu tức là rơi đọa. Lậu tức là không có chánh niệm tỉnh giác, và nó vào trong cơ thể mình một cách tự nhiên, nó vào trong tâm hồn mình một cách tự nhiên, và nó đi ra một cách tự nhiên. Suy nghĩ nó đến, mình không biết. Mình biết không? Nó quậy một lát, nó tạo thành cảm xúc lên, nó suy nghĩ rồi mình mới biết. Nó đi mình biết không? Nó đi càng khó nữa. Khi nó tới mình thấy là khó rồi, nhưng khi nó đi mình càng thấy khó nữa. Ví dụ như hơi thở vào mình thấy nó dễ hơn là hơi thở ra. Hơi thở ra mình thấy nó bắt đầu ra nó khó hơn là nó ra cái lúc hoàn toàn chấm dứt. Cho nên cái gì nó biến mất rất là khó thấy. Nhưng cái gì nó bắt đầu thì mình rất là vui, mình rất là dễ thấy. Ví dụ như mới mua đôi dép mới, dễ thấy. Nhưng mà đôi dép mới cũ lúc nào mình không thấy. Mới bắt đầu yêu nhau á, đến với nhau thì cái cảm xúc rất là dễ thấy. Nhưng mà chia tay nhau lúc nào thì không có thấy. Không biết lúc nào mình hết yêu nhau, không biết. Bắt đầu yêu nhau thì biết. Phải không mấy bạn trẻ? Chúng ta hiểu cái từ lậu chưa? Giống như nước này. Heo rớt xuống là lậu, rỉ chảy. Nói rõ cái từ lậu ấy chính là cái tinh chất của người đàn ông. Sinh hoạt tình dục là rỉ chảy, của người phụ nữ cũng vậy. Ái dục là nguyên nhân lớn nhất của sinh tử luân hồi, cho nên ái bất nhiễm bất sinh ta bà. Nên tu mà giữ được cái giới thanh tịnh, nhất là giới dâm và nhất là giới tà dâm. Giữ được cái giới dâm đó là xuất gia, giữ được cái giới cấm tà dâm, vợ chồng chung thủy trước sau như một, thương nhau xin nhớ lời nhau. Một đời của mình vẫn cần một người hôn phối, nhưng mà mình chung thủy trước sau không có thay lòng đổi dạ, và giữ thêm một số giới khác nữa. Sinh lên lúc mình chết vẫn phát ra một luồng hào quang sáng, sinh lên cõi trời và mình thấy màu xanh da trời, đó là tứ thiên vương. Nếu mà mình thỉnh thoảng mới sinh hoạt vợ chồng rồi tâm mình không vương vấn thì sinh cao hơn nữa, đó là dạ ma. Một ít, thỉnh thoảng một ít, cao hơn nữa là đăng lợi thiên. Thỉnh thoảng một ít, nhưng mà rồi chỉ khi tiếp xúc cơ thể mới sinh ra cảm thọ thì sinh lên đau xúc. Rồi không có nhu cầu với bản thân nữa, chỉ đáp ứng với người hương phối, hôn phối thôi, sinh lên quá lạc. Và hoàn toàn tâm mình không còn ham muốn ái dục nữa. Nếu có chuyện đó thì giống như là lửa đốt, sinh lên quá lạc tự tại thiên, cõi trời cao nhất của dục giới. Tức là cái tâm ái dục, dâm dục, giới tính của mình mà nó ít chừng nào thì cái phước bóng trí tuệ của mình, công đức nó sinh cao nhiều chừng đó. Cho nên lên trên chư thiên của các cõi, cõi chư thiên thấp nhất của dục giới là tứ thiên vương, họ vẫn còn lầm tình, vẫn còn sinh con đẻ cái như mình. Nhưng mà lên trên nữa thì họ chỉ cần ôm nhau là họ sinh con. Lên trên nữa, cái độ ái dục của họ nó vi tế là họ chỉ cần nắm tay, họ chỉ cần mỉm cười, họ chỉ cần nhìn chằm chằm với nhau, và họ chỉ cần lướt mắt là họ sinh con đẻ cái. Cho nên tại sao người tu không được nhìn trực tiếp vào nữ nhân? Tại sao mình không được nhìn trực tiếp vào nam nhân nếu như mình là nữ, có vợ rồi, có chồng rồi? Cho nên nhìn trực tiếp vào mắt của một con người nó cũng truyền trao điện của cảm xúc, huống hồ gì là tay bắt mặt mừng.
Hướng vừa vậy là ôm ấp, giống như kiểu phương Tây là những cái nền văn hóa không có trí tuệ về tâm linh. Cho nên Ấn Độ nó Namaskar, chắp tay như thế này, chứ không có bắt tay. Từ nam nữ thụ thọ bất tương thân, là Khổng Tử cũng vậy như thế. Và tỳ kheo không có được lấy một cái gì trực tiếp từ tay của người nữ. Mà văn hóa của mình là không có bỏ muối, bỏ đường, bỏ chanh, bỏ mè lên tay người khác nếu mà tới xin hả? À, dưới bếp chị xuống lấy đi. Con gái mà tới ngồi một cái chỗ mà đàn ông đang ngồi lâu là mẹ sẽ la liền, bởi vì cái hơi ấm biệt nghiệp của họ sẽ đi vào cơ thể mình. Bây giờ xuống dưới nước tắm, tinh trùng của người ta tắm đó, người nữ vẫn còn có thể mang thai. Cơ thể của mình nó là một cái bộ máy vi tính vô cùng phức tạp. Cửa một chút thôi là hơi thở nó thay đổi rồi. Nó là một cái máy màn hình cảm ứng, bấm một cái là nó thay đổi, phải không? Liếc một cái là nó thay đổi. Cơ thể này nè, bấm nhẹ thôi là nó thay đổi, phải không? Mà mình không có gì, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, cho mình dùng theo ý mình muốn không được. Nó là một cơ thể rất phức tạp, cho nên Phật mới nói là phải bỏ cái gì? Phải bỏ cái ánh sáng chánh niệm của mình rồi vào cái thân gọi là quán tâm viên thân. Thọ tâm pháp tương tự như vậy là quán thọ tâm pháp. Mình rọi tới đâu thì mình sẽ thấy được rõ bản chất của nó, chỗ đó mình mới biết được cái nút start là chỗ nào, cái nút off là chỗ nào, nút restart là chỗ nào. Mình không biết thì ông vũ trụ nó sẽ vận hành, nó biểu mình làm. Thì như thế là mình bị động, cái đó gọi là mê mờ rỉ chảy. Chứ mình để theo kịp không nè. Cho nên cái lậu ở đây chính là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, ái dục trong lòng mình đó. Nhìn một người là con người tâm mình bình thường, nhìn một người mà ra nữ nam là tâm mình bất thường. Tiền ở trong túi á, thì tâm mình bình thường, nhưng mà tiền ở trong đầu là tâm mình bất thường. Giới tính á, là ở trong nhà, ở nhà vệ sinh trong buồn ngủ của hai vợ chồng thì bình thường. Mà giới tính ra nhìn người ta ai cũng thấy nam nữ mà không thấy con người là mình bị bất thường, mình bị bệnh rồi đó. Phải không nè? Đầu mình đã bị khống chế bởi, hijack bởi cái hormone sinh lý rồi. Mình nhớ ngày xưa mình còn nhỏ, mình chưa có cái cảm giác nam nữ thì trời mưa xuống mình cởi trần ra đường tắm, bây giờ mình dám làm điều đó không? Sao vậy? Mình làm điều đó là biên hòa, không có chỗ chứa. Nhưng mà cái điều đó nó cho mình thấy là hồi ngày xưa mấy năm tuổi thì miệng mình nó dày, nó cười miết. Bây giờ mình 35 tuổi là cái mặt mình nó dài dày, nó khổ miết. Như vậy là cuộc đầu tư của mình thất bại. Nếu như mình đúng á, thì bây giờ mình ra đường mình tắm là sai, là đúng. Còn nếu mà bây giờ mình ra đường mình tắm mà mình cho là sai thì đáng lẽ mình phải hạnh phúc hơn đứa trẻ 5 tuổi ngày xưa chứ. Mình phải tăng dần điều cái việc đầu tư của mình, nó phải có lợi chứ. Đằng này nó thất bại tức là do suy nghĩ của mình, nó làm chủ cái đầu mình rồi. Mình không mời mà nó đến rồi. Phải vậy hả? Cho nên mình học Phật đó là lý do vì sao mà mình cần phải có thầy lành bạn tốt, môi trường tốt, phải giữ giới thanh tịnh, phải có thiền tập để chuyển hóa tham sân si trong lòng mình. Nếu không nó lậu, nó rỉ chảy, tuổi càng tăng khổ càng nhiều, cho đến khi càng lớn nữa thì nói nhẩm trong miệng luôn, phải không? Mấy người ông già bà cả thường hay nói nhẩm trong miệng là bởi vì cái xe bốn bánh thân thọ tâm pháp của họ nó đã được lên ga, không còn phanh đứt phanh mất, và máy nó là nó chạy không có ai cầm cái vô lăng tay lái. Thì có hai thứ thôi là cảm xúc và suy nghĩ. Cả một đời của mình á, mình chỉ làm cái việc là kiểm soát cái vô lăng tay lái của suy nghĩ và cảm xúc thôi mà mình làm được. Mà mình có rất là nhiều thứ tuyệt vời, có rất là nhiều người thương, có rất là nhiều của cải, thì mình có những cái thứ mình không có khả năng sắp xếp nó, mình có càng nhiều thì nó càng lợi hay hại, rất là có hại cho mình. Cho nên mình để ý cái người mà càng giàu mà họ không có đức lớn, phước lớn, thì họ rất là đau khổ, rất là tội nghiệp. Cho nên mình coi thử mình giàu chưa? Mình chưa giàu. Mình chưa giàu thì mình coi thử cái đức mình, cái phước mà lớn chưa? Nếu chưa có thì đừng mong trở nên giàu có. Vì sao vậy? Vì đức phước mình nó không đủ gánh cái đức mình không đủ lớn thì cái phước nó lớn nó đè mình chứ. Cho nên hễ mà cái thân mình nó bệnh á, là đừng có than vãn. Hễ cái số phận của mình nó nghèo khổ á, đừng có than vãn. Hễ cái điều kiện vật chất gia đình người thương của mình mà mình không có bằng người ta thì đừng có than vãn. Khi cái thân mà cái điều kiện sống của mình mà nó thua người ta thì mình coi lại cái này nè, coi gì vậy? Coi thử cái tâm mình có loại bệnh gì đó không? Nếu mà bị bạn bè mà phản phúc thì coi thử tâm mình có cái bệnh là tự cao, tự kiêu, tự mãn, tự đại, tự khoe không? Nếu có là mình biết cái cách sống của mình với người ta có trục trặc rồi đấy.
vũ trụ này vận hành hay lắm. Nó cho mình biết được cái khổ của hiện tại để cho mình tìm ra cái tập đế là cái nguyên nhân gây ra cái khổ đó, chứ không phải để lấy cái khổ đó tạo ra cái khổ thứ hai, gọi là khổ khổ gấp đôi lên cho mình và cho người bây giờ và mai sau. Cho nên khổ đế là một vị thầy để cho mình giác ngộ, chứ không phải là để cho mình than vãn. Cho nên bậc trí thì lấy khổ để tu, còn người mê thì lấy khổ để làm cho mình khổ và người khác khổ. Mình có khổ không? Có. Thì khổ đế chứ đừng có là khổ. Thì mình thấy cái khổ thì cái khổ thành khổ đế. Cái khổ nó cũng là khổ đế. Khi mình thấy nó là khổ đế, là sự thật của khổ rồi, thì cái khổ nó đưa đến cái tập đế. Cái tập đế nó đưa đến cái đạo đế đưa đến cái diệt đế. Cho nên cái khổ đế nó dẫn đến cái khổ thánh đế, khổ diệu đế. Cái khổ mà cũng là thánh, khổ cũng là diệu, tuyệt diệu, vi diệu, kỳ diệu, là thánh trong đó. Chứ không phải nỗi khổ là để cho mình chạy trốn. Cho nên nếu người ta chưa khổ đủ thì mình đừng có vội giúp người ta. Nếu người ta đang mê, trừ khi cái khổ nó diễn ra, kẻ mê không làm việc, không dừng lại việc sai của mình. Cho nên giúp một ai đó coi thứ họ muốn tỉnh chưa. Nếu chưa thì cái khổ sẽ giúp cho họ tỉnh, chứ không phải mình tốt đẹp với họ mà làm cho họ mất đi cơ hội tỉnh thức từ người thầy khổ đau đến dạy họ. Phải không? Giờ mình coi thử mình muốn tỉnh chưa. Nếu không thì đừng có than vãn tại sao khổ đến hoài với mình. Nếu một lần mình khổ mình chưa dừng việc ác thì mình sẽ càng gặp một cái khổ nặng nề hơn. Nếu khổ nặng nề hơn mà mình không dừng nữa thì cái sự mất mát nó sẽ làm cho mình tỉnh. Nếu cái sự mất mát mà chưa làm mình tỉnh luôn á thì mình sẽ đọa lạc ba đường ác để mình chịu nghiệp. Và lúc đó mình không than vãn được nữa. Cái quy luật của vũ trụ nó vận hành là lúc nào nó cũng có một cái gì đó để dạy mình tỉnh thức. Một cái khổ nào đó là một bài học cho mình sai một cái gì đó. Mà mình có nhận ra cái bài học, thông điệp mà vũ trụ nó gửi không? Nếu không á, thì cái bài học nặng nề hơn sẽ diễn ra. Và nếu không nữa thì sự mất mát tất cả. Và nếu không nữa là đọa lạc và vô tình. Mình trở nên vô minh và mình chịu khổ. Nên mình tạo quá nhiều cái việc ác. Cái đó là lậu. Và Đức Phật thấy nè, hễ đi con đường của lậu rớt xuống, nó đọa lạc, nó luân hồi, nó đau khổ, nó bất hạnh á, con chịu không? Ở các chúng sanh chịu không? Nếu mà con chịu thì ta không dạy đạo cho con. Mà nếu con không chịu mà con đã đau khổ đủ rồi và con không muốn đau khổ thêm nữa, và con tin có một cái quy luật vận hành nào đó của vũ trụ, của nhân quả, của phước tội, và con quyết tâm xa lìa cái lập trình cũ của lậu hoặc, bây giờ con không muốn lậu hoặc nữa, con muốn đoạn tất cả lậu hoặc đó, thì ta sẽ chỉ cho con một con đường. Cho nên bài kinh này được dạy như thế này: này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Biết thấy cái gì? Biết thấy tứ diệu đế, biết khổ là có nguyên nhân của khổ. Họ đã muốn chấm dứt cái khổ, nguyên nhân của khổ rồi, và họ thấy là có một con đường để chấm dứt cái khổ, nguyên nhân của khổ. Cho người biết, cho người thấy, chứ không phải cho người không biết, không thấy. Cho người ngang banh, sợ bứa. Cho người có lúc nào cái tôi sĩ diện của mình quan trọng kiến thức, hiểu biết, quyền lực, địa vị, học vị của mình là quan trọng, và mình chưa có cái nhu cầu chấm dứt cái lậu, thì người đó chưa biết và chưa thấy. Về người đó thể Phật sẽ không dạy được cho người đó. Giáo lý của Phật sẽ không thấm vào người đó. Phật không dạy được bốn người, người không có duyên. Trong đó người không có duyên là Phật bó tay. Không có duyên là sao? Mình chưa thấy, chưa biết, chưa tin Phật. Tin một người khó lắm, tin Phật khó hơn gấp ngàn lần tin một người. Vì mây tầng nào, gió tầng nào, mây tầng đó. Mình phải có được cái nhận thức nào đó, tự nhiên mình mới tin là cái người đó có cái thứ mình có. Là mình không ở được cái nhận thức đó thì người đó nói cái gì chứ nữa là nói cho ai, chứ không phải nói cho mình. Phải không ạ? Thỉnh chư huynh đệ ngồi thẳng lưng. Đức Phật nói cái bài kinh này là ở xá vệ Savatthi. Savatthi tức là một thành phố mà cái gì cũng tìm thấy ở đó. Ngài Buddha Gosha Phật âm đã dịch như vậy ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận Visuddhimagga. Một thành phố rất giàu có gọi là Savatthi ở xá vệ. Tại Kỳ Đà Lâm, cái vườn của ông Anathimbitika là cấp cô độc, một người mà đại gia được gọi là vị cổ Phật mà theo Ngài Tiên Hóa dạy đó, là tái lai lại để giúp Phật Thích Ca Mâu Ni làm đạo. Cho nên vàng mới nhiều đến nỗi mà lót xuống,
cả cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà, công đức của một vị Phật. Và tại sao lúc nào cũng có cái vị cấp cô độc này ở trên đây vậy? Bởi vì để tán dương khích lệ cái công đức yểm trợ Tam Bảo ngày sau, cho nên cái tên cấp cô độc hầu hết chỗ nào trong kinh cũng có hết á. Thấy đó mà làm gương để mình bố thí cúng dường và hộ trì Tam Bảo. Nào, này các tỳ kheo, à, Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo. Tức là bài kinh này không có ai tới thỉnh Đức Phật hết á. Bởi vì đây là những phương pháp mà một người mẹ chỉ cho đứa con trong cuộc đời của mình, một vị thầy tâm linh chỉ cho những học trò của mình mới vào đạo, thương lắm. Cho nên sợ con mình khổ, lầm đường lạc lối, này các con tới đây ta dạy cho, đi đường này, đường này, đường này để khỏi khổ, tránh đường này để khỏi vấp ngã. Phật đâu có gia đình, thì đệ tử của Ngài là chúng sinh tới học với Ngài, Ngài chỉ từng bước một, bước một, bước một, có thấy cái lòng từ bi của Đức Phật phương tiện ở trong mọi cái cách thức, ngôn ngữ mà Ngài chỉ cho chúng ta. Mình lạy Phật là mình lạy cái lòng từ bi và trí tuệ của Ngài lúc nào cũng vì chúng ta đó. Chứ mà tu chưa tới nơi tới chốn, chúng ta không có phước báo, chúng ta không được gần Phật. Cái thử mình gần Phật mà Phật kia mình tới, Phật nói tới đây con, ta chỉ cho cách mà con sẽ hết khổ cuộc đời của con. Và Phật chỉ cho nhóm tỳ kheo này. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói thế này, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý. Dạ thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn trước khi nói một cái gì là lấy hết cái sự chú tâm của người nghe vào. Bởi vì Thế Tôn dồn hết cái sự chú tâm của họ vào, lấy hết phước báu công đức của họ vào một chỗ mà Thế Tôn bật lửa lên hoặc là tỉnh ngộ đắc đạo vào ít nhất sơ quả ngay cái lúc Đức Phật giảng cho vai đời nhập định đó. Sức của, lực của Đức Thế Tôn là vô cùng vô tận lớn. Ngài nói là một ngôn ngữ nó có khả năng đánh bạc tất cả biệt nghiệp của chúng sinh. Và cái nhóm người mà đang nghe đó là cái bài kinh này nó phù hợp để bạc nghiệp của họ ra và khiến cho họ buông hết những cái lậu hoặc và lập tức đắc đạo ở chỗ đó. Coi thử chúng ta nghe bài kinh này của Phật, chúng ta có buông được vọng nghiệp nào và đắc chỗ nào thì lập tức đức lên phóng hào quang nha. Mình nghe pháp là mình nghe hết cả thân xác, thần hồn, tâm trí mình vào, không có chơi chơi. Để nghe như vậy nó mới tạo ra một cái Phật duyên, pháp duyên, tăng duyên, gọi là tam bảo duyên của mình với lời của Phật dạy. Để khi mình ngồi thiền xuống, những cái thứ đó nó mới chấn động và nó trồi ngược lên để nó đánh bạc được cái năm truyền cái của mình trong lúc thiền và trong đời sống hàng ngày. Khi mình phá giới là tự nhiên cái lời của Phật lúc nghe pháp trỗi dậy, nó hướng dẫn mình quan đường chân chánh liền. Nên quan trọng lắm, đặt hết cái sự chú tâm của mình vào. Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho các người biết, cho các người thấy, chứ không phải là cho người không biết không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết và cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do không có như lý tác ý và các lậu hoặc chưa sanh nó sanh lên, các lậu hoặc đã sanh nó tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng, có những lậu hoặc do kham nhẫn, do tránh né, do trừ diệt và do tu tập. À, như lý tác ý. Mình như lý tác ý thì lậu đã sinh sẽ diệt, lậu chưa sinh không sinh. Còn hồi nãy mình phi như lý tác ý là lậu đã, lậu chưa sinh nó sinh lên, mà lậu đã sinh rồi nó phát triển. Vậy như lý tác ý là gì và lậu là gì? Lậu nó có 3 loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Uống ly nước này mà phải là ly nước ngọt nha, để nó thỏa mãn cái miệng. Và ly nước này là phải để vô cái này, nhưng cái ly của ông thầy là phải kê cái này lên cho nó trang trọng một chút, chứ hễ để như thế này ông thầy lấy cái diện của ông, ông nói tại sao con kinh thường thầy. Đó là hữu lậu. Cái tôi sĩ diện của mình là cái tôi muốn hưởng thụ những cái hạnh phúc cao cấp hơn của năm căn tiếp xúc với năm trần là hữu lậu. Hưởng cái, hưởng thụ cái dục đó ở trên các cái cõi thiền của sắc giới và vô sắc giới. Cái đó gọi là lậu cao cấp của cái phước báu, gọi là hữu lậu. Dục lậu là cái áo này bận để che cái thân, nhưng mà bận
không những che cái thân mà nó làm cho cái thân của mình cảm giác mịn màng, cái vải dục lậu che luôn cái tôi nghèo hèn, làm cho cái sĩ diện mình được nâng cấp lên để cho người ta thấy mình đẹp, khen mình, cái mình tự hào tự mãn, đó là hữu lậu. Vô minh lậu là gì? Ngoài cái khổ của cái chúng sanh ở trong cái dục lậu, cái khổ của tam giới là vô minh lậu. Ngoài cái khổ của cái chúng sanh ở trong cái dục hữu lậu, vô minh lậu, tức là vô minh lậu là cái lậu hoặc vô minh, không hiểu tứ diệu đế, không thấy được rõ bản chất của mình là vô ngã, cái chấp thủ quá khứ có mình, hiện tại có mình, tương lai có mình, cái tôi sĩ diện mình quan trọng. Nó tôi sĩ diện ở đây là nó một phần của cái bản ngã, nhưng mà nó tôi sĩ diện là để chư huynh đệ dễ hiểu. Cái gì là cái tôi, cái bản ngã, cái sĩ diện của mình là dễ hiểu nhất, là cái tôi bản ngã đấy, nó biểu hiện được như vậy. Thì cái đó là vô minh lậu. Hay còn cái tôi bản ngã thì người đó thay cái ngã này thành cái ngã khác, nó thay cái khổ này thành cái khổ khác, trở thành một ai đó là thay thế nỗi khổ này thành nỗi khổ khác, phải không nào? Chúng ta thấy con người của mình có khả năng khổ với bất kỳ hoàn cảnh và không gian nào. Thời gian và không gian nó là điều kiện sống, hoàn cảnh sống. Bao giờ mình chuyển hóa cái năng lực sống trong lòng mình thì mình mới hết khổ. Còn điều kiện sống với hoàn cảnh sống nó sẽ thay thế nỗi khổ dạng này dạng kia. Cho nên đừng có hỏi tại sao anh làm tôi khổ hay là môi trường làm tôi khổ. Cái khổ trong anh nó biểu hiện qua môi trường và hoàn cảnh. Vậy thì anh nên lấy môi trường hoàn cảnh để tỉnh thức là trong anh còn nỗi khổ, chứ đừng đổ thừa ai làm cho anh khổ. Thì cái đó là vô minh. Hãy chỗ nào có khổ là biết chỗ đó có vô minh. Vậy mình chưa khổ mà mình còn vô minh thì trước sau sớm muộn gì mình cũng khổ. Vậy độ khổ là nó tỷ lệ thuận với độ vô minh. Khổ nhiều thì do vô minh nhiều. Đã, mà vô minh nên là cái gì? Cái tôi sĩ diện, cái tôi chấp dính, cái tôi dính vào ngũ thủ quẩn này nè. Ngũ thủ quẩn. Thủ là nắm giữ năm sắc thọ tưởng hành thức. Tức là cái phần thân xác vật lý và cái phần tâm lý của mình là tôi của tôi. Cái củ hành thì nó có cái gọi là củ hành ở trong ruột không? Không. Nó chỉ là cái củ hành nó được làm từ những thứ không phải là củ hành, đó là từng cái lớp vỏ. Mình cứ tưởng trong cái củ hành nó có một cái thực thể tồn tại độc lập mà không phải có những cái lớp vỏ. Rồi mình đi tìm cái lớp vỏ, mình bỏ mấy cái lớp vỏ và mình đi tìm một cái thực thể bên trong một củ hành thì ai thất bại? Mình thất bại. Ông trời mưa, có ông không? Không. Có trời không? Không. Ông trời mưa rơi, có mưa không? Không. Chỉ có hạt nước rơi thôi. Cái ngôn ngữ của mình nó lúc nào cũng tìm một cái chủ nhân ông ở phía sau hành động. It rains, có ít không? Không, chỉ có raining. Ngôn ngữ nào cũng vậy, đông tay kim của. Hễ mà mình có cái thân này, mình dính trên cái thân này, mình chấp cái thân này là của mình, đó là thân kiến. Ngôn ngữ nào ai có thân kiến là đều nói giống nhau hết, dù đông tay kim của gì đều có cái ngôn ngữ là có cái chủ nhân ông ở phía sau. Cái đó nó chứng minh rằng mình có cái tôi ở phía sau. Hiểu cái này hả? Và cái đó là vô minh. Mà cái vô minh đó nó tạo ra đau khổ. Bây giờ Phật mới nói là các con còn muốn đau khổ không? Nếu không thì ta sẽ chỉ cho. Mà các con không còn muốn đau khổ, các con biết có nguyên nhân đau khổ gì, các con biết là mình làm cho mình đau khổ được thì mình làm cho mình hạnh phúc và giải thoát được. Đó là người thấy người biết. Và ta sẽ chỉ cho các con được. Đó. Có 7 cách. Trong 7 cách đó phải đều áp dụng với như lý tác ý. Vì như lý tác ý là gì? Tác ý mà không có cái ngã, cái thường, cái tịnh. Cái ngã trên cái thân, thọ, tâm, pháp, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thân này không có thường còn, không có thanh tịnh. Cái thọ cũng không có phải là hạnh phúc. Cái tâm của mình cũng không phải là thường còn, thanh tịnh. Cái suy nghĩ của mình à. Và cái pháp cũng không có phải là cái tôi thường ngã trong đó. Và mình phi như lý tác ý là mình tác ý mà trong đó có cái ngã, cái tôi, cái thường ở trong, cái tịnh trong đó, cái tốt đẹp, và có cái sự dính mắc vào ngũ thủ quẩn này, có cái sự dính mắc vào sắc thân hương vị xuất pháp và tai mắt mũi lưỡi thân ý của mình. Hễ mà cái gì mà mình sử dụng lâu là tự nhiên cái mình dính mắc vào cái đó là của mình. Cái ly nước này rót cái thầy Ngộ Phương nó có cái chữ là uống trà đi con. Trong chùa này không có ai có cái chữ uống trà đi con hết, mà bữa khác mà thầy thấy ai uống cái chữ uống trà đi con này á, tự nhiên thầy sinh cái tâm là thầy đang bị con lấy cái ly của thầy con uống. Tại sao con dám uống cái ly của thầy? Ví dụ vậy là mình sinh cái tâm khó chịu. Mình sử dụng một cái gì đó hoài là mình sẽ thấy mình qua thứ đó. Thế nên Đức Phật mới dạy các tỳ kheo không được ngủ dưới một gốc cây quá 3 đêm. Hay cái gì mà mình dính mắt lâu và cái đó hơn quá 3 đêm, tự nhiên mình thấy nó là mình.
Mình phải nhờ thức ăn thì cơ thể này từ cục thịt ba lớn gì nó mới ba lớn. Cái dĩa thức ăn ở ngoài thì nó là của mình, nhưng khi ăn ở đây rồi mình hỏi mình là ai thì mình nói mình là cái thân này. Cái thân này được làm từ những thứ không phải nó, trong đó có cái dĩa thức ăn. Vậy mà dĩa thức ăn ngoài mình thì mình thấy nó còn của, cho nó vào đây cái mình thấy là vô minh hơn. Vô minh. Nghe kịp chỗ này không nào? Con nói hơi nhanh không? Nhanh hả? Ok. Chú Quỳnh Đệ, nãy giờ có ai không hiểu con nói gì không? Con nói hơi nhanh. Khi mà mình ý thức được á, khi mình có chánh niệm thì mình không có cái ngã. Còn hễ chỗ nào mình có cái ngã, chỗ đó mình thất niệm. Hễ mà mình có chánh niệm thì mình không là gì cả. Mà hễ mình thất niệm thì lúc nào mình cũng là một cái gì đó. Cái gì đó là cái suy nghĩ quá khứ và tương lai, hình ảnh của người hoặc cái thứ mình nhớ hoặc thương, một cảm xúc gì đó buồn hoặc vui. Và mình quên mất mình là chánh niệm, là đấm, là cái ánh sáng phía sau những cái đám mây vui buồn cảm thọ đó. Mà mình quên mất mình là cái ánh sáng mặt trời, chánh niệm tự tánh của mình, chứ mình nghĩ mình là những đám mây và mình đồng hóa mình là những đám mây đó. Và mình bảo vệ những đám mây đó và mình muốn những đám mây đó được người ta thấy, công nhận và nhận ra. Và nhiều người nhận ra thì mình càng hạnh phúc. Nên thương một người, được một người nhận ra rồi, mình thấy cũng chán chường tìm người khác nhận ra. Và độ nổi tiếng của mình, có nhu cầu lớn, mình phải đi tìm người khác nhận ra. Mẹ không ai nhận ra mình, bắt đầu cô đơn với cái hình ảnh của mình. Cái nhu cầu của cái tôi bản ngã vô minh nó vậy. Nên mình sử dụng một cái gì lâu ngày là tự nhiên cái đó mình thấy mình trong đó. Mình thấy cái tôi của mình nó đặc biệt, nó vận hành một cách rất là lươn lẹo. Và nó dẫn mình đi con đường của nó, chứ nó không phải là phục vụ cho mình. Cái tôi đó là cái thức thứ bảy, mạt na thức. Nó lấy những cái chủng tử ở trong A lại gia thức là kho tàng. Và khi mà mình đồng hóa lên cái gì thì nhận thức của mình nó sẽ xung quanh cái đó để nó phục vụ cho nhận thức của mình. Ví dụ như mình nói mình là nam thì mình phải như thế này, mình là nữ thì mình phải như thế này, mình là đẹp thì mình phải làm sao đó xuất hiện như người ta, ai cũng khen mình đẹp. Hay mình là xấu thì làm sao đó nhận thức của mình lúc nào nó cũng tự ti. Nhận thức của mình nó phục vụ cho cái sự đồng hóa của mình vào một thứ gì đó. Hễ mình nhà mình giàu, mình rất là hạnh phúc, tự hào, dẫn một ai đó tới cái ngôi nhà mà chưa bao giờ một lần họ thấy nhà mình. Trong lúc mình đi trên đường về với họ, mình cảm thấy rất là tự hào vì chuẩn bị họ thấy mình qua cái ngôi nhà bự. Và mình mới mua cái xe SH, mình chạy ra đường, mình sẽ bắt đầu ngẩng cổ cao cao lên một chút và bíp cho nó to to lên, hoặc là rung 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 ga cho người ta nghe mình có xe mới. Hoặc là từ khi mà tôi mặc áo mới này thì tôi chưa thấy con thỏ chạy qua đây bao giờ. Nghe qua chuyện này chưa? Thì cái nhận thức là cái ý căn của mình, nó chỉ phục vụ xung quanh cái thứ gì mà mình đồng hóa vào, chứ mình không có thoát khỏi cái nhận thức đó. Thành ra mình đồng hóa mình là thân này thì cả cuộc đời của mình là phục vụ cho cái thân này, trên năm căn tiếp xúc với năm trần gọi là ngũ dục, và cho những thứ mình trải nghiệm trong quá khứ, kiến thức hiểu biết của mình. Và mình chấp vào đó là mình. Cho nên khi mình giới thiệu mình là ai thì lập tức cái câu chuyện lịch sử biết đi của mình đứng lên, nó nói tôi tên là, ở đâu, được cái gì, bằng cấp là cái gì, làm chủ là ABCD gì đó. Nhưng mà giả dụ bộ nhớ của mình quên mất những thứ đó thì mình có nhớ thứ đó đi kể không? Không. Những thứ đó nó ở trong bộ nhớ chứ chưa bao giờ ở trong thực tại. Mà mình sống thì không bao giờ là bộ nhớ mà thực tại. Bây giờ con vật nó không có bộ nhớ mà nó sống, còn mình có bộ nhớ, mình chết. Mình chết ở trong quá khứ của mình. Cho nên Krishnamurti mới nói là có mặt độc cư một mình là cơ hội để cho cái tự tánh mình nó sống, nó thay thế cho cái mớ cũ rích của kiến thức tích lũy do cái tôi bản ngã mình dựng ra. Nên cái suy nghĩ của mình nó không có tội. Nó có tội là do mình vô minh đồng hóa vào cái suy nghĩ đó là mình. Hễ mà mình chánh niệm thì mình không có suy nghĩ, mà hễ mình suy nghĩ thì mình không có chánh niệm. Vậy sao Phật dạy là quán tâm tiên tâm, tức là có suy nghĩ thì thấy mình suy nghĩ. Như vậy là cái suy nghĩ nó đến thì mình thấy, thì do mình còn phàm phu thất niệm nên suy nghĩ nó tự mở cửa nó vào, và mình có chánh niệm mình thấy nó vào. Chứ nếu mà mình có chánh niệm á, thì những cái niệm của mình là như lý tắc ý. Còn vì mình thất niệm cho nên suy nghĩ nó đến, cho nên những cái niệm của mình là vọng niệm. Cho nên hãy chánh niệm thì không có phi như lý tắc ý. Bởi vì mình thất niệm cho nên có phi như lý tắc ý, thì mình mới quay về lấy cái chánh niệm, thấy cái phi như lý tắc ý, thì đó gọi là chánh niệm. Chứ vị nghe kỹ không nào? Từ thất niệm nó mới sinh ra phi như lý tắc ý, mà từ chánh niệm nó sinh ra như lý tắc ý. Nhưng mà nếu mà mình
không có như lý tác ý, mình phi như lý tác ý thì mình vẫn có thể thấy mình đang phi như lý tác ý. Thì ngay cái chỗ mà mình biết mình đang sai thì cái đó mình đúng. Cho nên người biết sai thì là người đúng, còn người mà công nhận mình đúng là người đã sai. Vì sao vậy? Hai người này, người nào mà họ dừng cái cuộc cãi lại trước, cái người họ biết họ sai. Vì ai là người cãi? Người biết họ, họ nghĩ họ đúng. Cái người mà họ biết họ sai họ tiếp tục cãi không? Cho nên cái người mà tiếp tục cãi là người đó không có đúng. Và người thất niệm là người luôn đúng. Chỗ nào có cái đúng là chỗ đó có thất niệm. Lúc nào cũng là nhất thì đó là thất niệm. Cờ động hay là phướng động? Một lá cờ nè, có hoa động hay là gió nó động? Hoa động không? Hoa động. Cái tay thầy động không? Hay là gió xung quanh động không? Động không? Động, động số hấu. Ai nói không động? Cái hiện tượng vật lý này nó động. Nhưng mà khi mà nói hoa động thì không được nói gió động. Hai hổ không được ở chung chỗ. Thì chỗ nào mà có cái tôi thì cái tôi khác không được ở chỗ đó. Chỗ nào mà có cái đúng rồi thì cái đúng của cái tôi khác không được hơn cái đúng của mình. Vậy là tâm động. Tâm là chỗ nào có cái tôi thì chỗ đó có cái động, do cái tâm của mình nó có cái tôi rồi đó. Thì anh cứ nói hoa động, hoa động. Tôi cứ nói gió động hay tay động, tôi cứ nói gió động, tay động. Tại sao anh phải lấy cái chân lý của anh phủ định cái sự thật của tôi? Hai sự thật nó vốn là sự thật, tại sao anh phủ định cái sự thật của tôi bằng sự thật của anh? Do cái tôi của anh nó to quá, anh không có muốn cái tôi của người khác hơn anh. Cái đó chính là cái động của cái tôi vô minh. À, hiểu không ạ? Đừng có hơn thua với người khác. Thế mình hơn thua với người khác là mình thua. Mình thua là sao? Đó là vô minh đầu. Hàng ngày mình có nhiều cái lậu như vậy không? Nhất là ở với vợ chồng, nhất là ở với người thân, mình lậu hoài. Và mình dục lậu thì nhiều, nhưng mà ở thời gian thì không còn nhiều. Mình hưởng lậu thì nhiều, nhưng thời gian cũng không nhiều nữa. Khi mà ở với nhau hoài á, thì cái độ hưởng thụ thân xác, sinh lý, cũng như là cái độ hưởng thụ về cái bản ngã sĩ diện không cần nhiều nữa, nếu như mà mình bắt đầu có tu, có giữ giới. Nhưng mà cái vô minh lậu là cái tôi sĩ diện của mình nó nhanh lắm, ở trong cái suy nghĩ á, là mình không có chánh niệm, là không có thấy kịp. Cho nên hai người nói chuyện là lập tức cái vô minh lậu nó xuất hiện trong câu chuyện đó, thì sẽ có một người bị tiêu diệt. Mẹ Quan Âm là có hai tay, không, mẹ Quan Âm có bốn tay. Tối nay tôi ra lũ chặt hai tay mẹ Quan Âm của anh, bởi vì chân lý chỉ có một. À, nhận thức của tôi, nhận thức của anh, hai cái không được điều đúng, chỉ có một cái đúng thôi. Thì cái đó là vô minh lậu. Nó có lợi hay hại? Rất là hại. Nó làm cho mình đau khổ. Thì phi như lý tác ý là cái tác ý mà trong đó nó có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Hễ chỗ nào mà tác ý mà nó có cái tôi bản ngã trong đó, hễ chỗ nào mà suy nghĩ của mình mà mình thất niệm trong đó, là cái chỗ đó là phi như lý. Hễ thất niệm là phi như lý. Hễ phi như lý thì tạo ra ba cái lậu. Thấy sơ đồ không nè? Thất niệm, tam lậu và thất niệm, phi như lý và tam lậu. Và tam lậu nó dẫn mình đi luân hồi sinh tử. Vậy bây giờ mình lập trình ngược lại, chứ mình không thể chấm dứt cái luân hồi sinh tử được. Luân hồi sinh tử là kết quả. Bây giờ mình đang luân hồi sinh tử không? Không. Mình đến đây có phải là chủ động lựa chọn không? Và hằng ngày mình sống bằng cái lậu hay là mình sống bằng chánh niệm nhiều? Lậu nhiều. Cho mình biết là mình đang sinh tử nè. Nhưng mà mình có một năng lực rất lớn trong con người mình, đó là tự tánh mặt trời, chánh niệm của mình. Mình có thể sử dụng nó đặt lên trên những cái lậu đó. Mây trên trời lúc nào cũng có, nhưng mà đặc biệt phía sau mây có ánh sáng mặt trời. Bây giờ mình đồng hóa vào mây thì mình đó là lậu, mà mình lấy ánh sáng mình chiếu lên mây thì cái đó chính là tu tập giải thoát, chứ không phải loại trừ mây đi, tiêu diệt mây đi. Vì những cái thứ không thật thì không cần mình nhọc công tiêu diệt, mà chỉ cần rọi chiếu ánh sáng vào tự nhiên sự thật. Chỗ nào mà rọi chiếu ánh sáng thì sự thật của chỗ đó bắt đầu biểu hiện. Bí mật của cái tự tánh trung tâm con người là có thể
là có được cái đó. Về chỗ nào mà mình dùng cái chánh niệm nhiều, con người nào mình dùng chánh niệm nhiều, thứ gì mình dùng chánh niệm nhiều về những thứ và con người và cảnh vật đó, thì cái sự thật của những thứ và con người đó sẽ bắt đầu biểu hiện ra cho mình. Vì lấy chánh niệm bỏ trong thân thì mình thấy được bản chất thật của thân, cái đó gọi là quán thân liên thân, thấy được cái thân kiến, phá được cái thân kiến, vào sơ quả Sutta nhà trở thành bậc thánh, giác ngộ đầu tiên cũng là cuối cùng. Rồi bây giờ chỉ cần chánh niệm là như lý tác ý và chấm dứt ba lậu. Mình chưa nói lên cái luân hồi, nói đến cái chuyện giải thoát khỏi đau xa đó, nhưng mà nói cái chuyện hay cái tôi mình nó lòi lên chỗ nào thì cái khổ nó bắt đầu xuất hiện chỗ đó. Thì cái tôi là kết quả của chuyện thất niệm. Bây giờ muốn đừng có cái khổ thì đừng có cái phi như lý, đừng có cái phi như lý thì đừng có cái thất niệm. Vì việc của mình là phải rất cẩn thận, từ tốn, nhẹ nhàng. Cái lúc nào cũng tác ý tu hành, biết nghiệp mình dày, phước mình mỏng, thì lúc nào cũng giữ phước, tăng phước. Đừng có tạo tác nghiệp bằng nói chơi, nói đùa, nói giỡn, nói hơn, nói thua, ăn nhậu, hưởng thụ, đi đứng, nằm ngồi, nói nâng tá lả tùm lum hết. Thì cái nghiệp mình nó tăng trưởng hoài, nói sao mà tu không tiếc. Nhưng ở như ta thì cẩn thận giao tế, ở một mình thì cẩn thận suy nghĩ, nói năng. Ở với người cẩn thận ngôn ngữ, ở mình thì cẩn thận si tư. Cẩn thận là bởi vì mình biết à, mình là người biết, người thấy. Chứ không phải mình là người không biết, không thấy. Biết thấy có nhân, có quả, có phước, có tội, có các cái lậu. Hãy mình rỉ chảy xuống thì mình đau khổ, đọa lạc, luân hồi. Không cần nói luân hồi đâu xa, luân hồi là ở ngay trong cái khổ đau con người mình, trong hiện tại đời sống. Cái tôi mình nó lòi ra, đó là lậu à. Nó lòi ra cái ánh mắt trừng trộ, nó lòi ra cái ngôn ngữ trừng phạt, đoạn tình giết nghĩa. Nó lòi lên cái hành động khiến cho người ta hiểu lầm, khiến cho người ta tổn thương, khiến cho người ta đau khổ. Toàn bộ hành động của cái tôi là những cái hành động rất là quỷ diệt. Thì cái chỗ nào mà cái tôi nó hành động là chỗ đó nó tạo ra sự quỷ diệt to lớn lắm. Mà chỗ nào vô ngã, tức là vô tôi á, thì chỗ đó bắt đầu tình thương nó xuất hiện. Hành động có tình thương mà hành động nó vô cùng là chinh phục người khác. Ngôn ngữ mà có tình thương là ngôn ngữ nó vô cùng thuyết phục người khác. Suy nghĩ mà có tình thương là suy nghĩ nó vô cùng sâu sắc. Mà chỗ nào có cái tôi thì chỗ đó không có tình thương được. Bởi vì cái tôi là lòng tham. Mà chỗ nào có tham thì chỗ đó không có thương. Chỗ nào có thương thì chỗ đó không có tham. Bây giờ mình chánh niệm thì mình mới vô ngã. Em vô ngã thì có tình thương. Mà em thất niệm thì mình hữu ngã thì có lòng tham. Cái đặc biệt của cái bản tham, đặc tính của bản ngã đó là tham. Vậy không thể diệt tham khi mà còn có tôi. Tham dạng này nó giam tham dạng khác mà thôi. Như vậy chứ việc mình cần làm là thấy cái bản ngã không thật, chứ là nhìn vô cái ngã, chứ không phải là diệt cái ngã. Tức là chánh niệm ấy, tức là rồi ánh sáng chánh niệm vào cái thân thọ tâm pháp đó. Cái lộ trình tu tập cho huynh đệ nghe kịp và hiểu rõ không nào? Nó không cần phải giải thoát sinh tử gì cả, giải thoát khỏi cái đau khổ hằng ngày va chạm với người thân, người lạ xung quanh của mình tiếp xúc cái đó nè. Họ bắt đầu nói ra một câu chuyện mà mình cảm giác cái cách họ nói, cách họ hành động có cái vô minh lậu trong đó không? Có cái dục lậu trong đó không? Có cái hữu lậu trong đó không? Cách họ động cơ mà họ xây cái nhà, động cơ họ bận bộ đồ, động cơ họ mang đôi dép, động cơ họ tới với mình, có ba cái lậu đó. Nếu có là mình bắt đầu mình phải bắt đầu sao vô lậu rồi đó, chứ không hai cái lậu nó gặp nhau là nó chảy tùm lum hết. Nó sẽ gây ra đau khổ cho nhau lắm rồi. Còn nếu như mà họ có lậu á, thì nên là hai bàn tay này, tay này mà đập tay này không đập, mấy bàn tay đâu, hai tay có đều đau nhau đầu. Nhưng mà tay này tạo nghiệp, tay này không tạo nghiệp. Cái cộng nghiệp thì mình phải chịu. Nhưng mà cái nghiệp tay này tạo do tay này tác ý đập, còn tay này không tác ý thì chịu cộng nghiệp thôi. Nhưng mà không có phản ứng thì không có sinh nghiệp. Không có sợ người ta ghét mình, người ta hại mình, người ta ác với mình. Bởi vì họ làm thì nghiệp họ chịu. Chỉ sợ mình ác, mình hại, mình tạo nghiệp. Bởi vì những gì mình tạo không ai gánh chịu. Để chắc chắn nhân mà tạo thì quả phải lãnh. Muốn không có quả thì đừng có tạo nhân, chứ không có thể sửa quả được. Vì quá khứ không ai sửa được hết đấy. Nhưng mà mình có một cái năng lực mà mình có thể tạo một cái nhân mới. Và mình tự tại cái tâm mình không phản ứng như cái quả mà cái nhân quá khứ đã tạo rồi. Chứ mình để nghe kịp không? Thì làm sao? Mình phải phát triển cái năng lực trí tuệ của mình lên. Mình thấy được cái sự thật của cuộc đời.
Tôi không thấy thì mình vui, mình buồn, trồi lên trụt xuống giống con sóng đại dương, nó không thật mà mình cứ cho nó thật. Mình làm cái gì, mình suy nghĩ cái gì, mình nói năng cái gì, nó không thật mà làm cái nó thật là sự hiện hữu của mình, là giống như sự hiện hữu của con virus Covid-19 vậy. Độc hại, đau khổ, bất an, sợ hãi. Rồi cái đoạn kinh thứ nhất chưa mình để hiểu và nghe rõ hả? Đây con. Các lậu phải do tri kiến được đoạn trừ. Đó là 7 cách mà Đức Phật dạy chúng ta đoạn trừ 3 lậu. Bây giờ hỏi tại sao đoạn trừ 3 lậu thì chư huynh đệ biết trả lời rồi chứ. 3 lậu là gì? Tại sao phải đoạn trừ nó? Bây giờ cách đoạn trừ này. What, why, how? Tại sao mình khổ? Why? Vì mình có 3 lậu. What, 3 lậu là gì? Dục, hữu, vô minh. Dục là nước uống cho ngon, thỏa mãn cái miệng. Uống cho sĩ diện là hữu. Uống cho nó, cái ly cho nó đẹp là hữu lậu. Rồi cái ly này của tôi, vô minh lậu. Ba cái lậu đó nó gây ra khổ hay vui? Khổ. Với dục lậu thì mình phải bị ràng buộc vào những thứ đối tượng bên ngoài kia. Bởi vì khát khao cộng với đối tượng hưởng thụ tạo ra khoái lạc, thỏa mãn. Thì cần nhiều sự thỏa mãn khoái lạc thì phải có cần nhiều đối tượng người và vật bên ngoài. Càng nhiều đối tượng người vật bên ngoài thì mình càng bị lệ thuộc, ràng buộc, bất an vì những điều kiện đó là ngoài tầm với. Phải không? Và nó vô thường. Cái gì càng lạc thì cái đó càng khổ. Vì sao vậy? Vì nó vô thường thay đổi mà mình không có quản lý nó được. Ngay cả con chó mình cũng không thể quản lý nó được. Bởi vì sao vậy? Nó có cái việc riêng của nó có cái vô thường của nó có biệt nghiệp của nó. Và mình cho nó ăn xong mình tróc thì nó vô. Nhưng mà nhiều khi mình tróc xong nó ăn xong nó đi chỗ khác mất. Phải vậy không? Và chiếc xe máy mình chạy trên đường cũng vậy, 50% là nhiều khi nó trục trặc mình cũng không biết gì luôn. Huống hồ vậy con người họ có cái biệt nghiệp thân thọ tâm pháp của riêng họ, không ai làm hài lòng mình 100% xưa nay cả. Cho nên hễ cái gì bên ngoài mà mình mong họ đáp ứng cái mong ước cái ý nguyện của mình, điều đó vô cùng là phức tạp. Phải không? Cho nên hễ mà dục lậu là tạo ra đau khổ, bất an, ràng buộc, rất là ràng buộc. Tới khi nào mà mình thấy nó giới hạn mình là đau khổ bắt đầu xuất hiện ấy. Phải không ạ? Chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta phát hiện cái thứ trước đó là mình vui, sau đó là mình bị ràng buộc vào những thứ đó. Cái thứ nó vui nữa là mình ràng buộc. Cái thứ nó vui là cái thứ nó đem đến hạnh phúc. Và mình chọn lựa nó, nhưng mà cuối cùng mình chọn cái thứ sau này nó không cho mình tự do. Đó là mình tự lấy tự do mình ràng buộc mình, chứ không phải mình mất tự do mình đau khổ. Con người có tự do nhưng mà lấy tự do là mình khổ. Cho nên thấy dục lậu là khổ. Hữu lậu là hưởng thụ. Hưởng thụ hết rồi vẫn khổ. Trong khi hưởng thụ đắm vào cái lạc thú, không thấy được sự thật càng khổ. Nhưng mấy người giàu rất là khổ bởi vì họ không thể ngủ mà không đóng cửa. Và vô minh lậu thì khỏi nói. Ở trong tam giới này chỗ nào có cái tôi, chỗ đó cái khổ. Cái tôi càng lớn khổ càng nhiều, cho nên đùa khổ tỷ lục thuận với cái tôi. Tôi càng nhỏ khổ càng ít. Cái tôi là cái ngu nhất trên đời, bởi vì lúc nào nó cũng đúng. Hay nó đúng nó không nghe ai hết, và cái gì cũng là sai. Nên cái chỗ nào cái tôi xuất hiện thì chỗ đó mọi thứ đều là sai. Nó là số 1. Nào, thậm chí cái khổ nữa. Chị biết không, cái khổ cuộc đời tôi là không ai bằng. Thôi chị sao khổ nổi, tôi này mới khổ nhất. Khổ mà cũng tranh nhau nhất. Cho nên Đức Phật mới nói nè, bây giờ nếu muốn tạo ba cái lậu đó thì con cứ tạo đi. Bây giờ con đã thấy biết rồi thì con nghe ta dạy ba, chỉ cho 7 cách này nè để bỏ đi cái lậu. Thì con đường của lậu là con đường của khổ, con đường của vòng vòng, con đường của sinh tử luân hồi và con đường của bất hạnh. Bây giờ ta chỉ cho con đường mà chấm dứt ba cái lậu đó, con đường ra khỏi cái đau khổ, chấm dứt nguyên nhân đau khổ, đến niết bàn tự do giải thoát đích thực. Và đi trên nhân đó thì tạo ra quả đó, đi nhân này tạo ra quả này. Đức Phật chưa bao giờ dạy đạo đức ở trên. Đức Phật dạy trí tuệ để giải thoát, và đạo đức yểm trợ cho con đường trí tuệ đó. Và mình chọn lựa, chứ Đức Phật chưa bao giờ áp lực đặt để sai biểu thưởng phạt. Mà chúng ta là con người hoàn toàn có quyền tự do để mà nhận xét cái nào đưa đến cái nào. Và Đức Phật là một bản đồ GPS. Giáo pháp của Phật chỉ rõ con đường như vậy. Thứ nhất, này các tỳ kheo, đây là các lậu phải do tri kiến đoạn trừ.
Và thế nào là các lậu phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe không được thấy các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần phục các bậc chân nhân, không tu tập các bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần tác ý, nên tác ý các pháp không cần tác ý, và tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. À, nguyên nhân thứ nhất, cái người mà không có chánh kiến, và chánh kiến thì đoạn trừ được lậu. Nguyên nhân nào mà mình có lậu là bởi vì mình không thân cận các vị thiện hữu tri thức, các bậc thánh hiền, các bậc chân tu thạc đức, các bậc có trí tuệ hiểu biết trên đường của bậc thánh. Cho nên hiện giờ mình có ai để thân cận chưa? Mình có một bậc minh sư thực sự nào không? Và mình có tâm tác ý mình đi tìm một bậc thầy để mình học hỏi tu tập trên đường của bậc thánh không? Hay là lâu lâu cái thầy này, lâu lâu cái thầy kia, và thầy nào mình cũng biết, là biết rất nhiều về cái thứ tùm lum tù lu của thầy đó, làm biết nghiệp của mình rồi đó. Mình nói rất là nhiều thông tin về những vị thầy mà những thông tin đó không có tốt đẹp gì cho mình và cho người ta hết. Thì đó là lậu hay là đó là vô lậu? Lậu. Cũng là thầy, nhưng mà thầy đó làm cho mình vô lậu, nhưng mà thầy đó là làm cho mình hữu lậu đó nha. Cho nên là hãy mà mình chưa có tri kiến là mình chưa đoạn trừ được lậu. Cái tri kiến là Đức Phật để đầu tiên. Tại sao là tri kiến? Bởi vì phá cái thân kiến vào sơ quả là người đó phải đoạn được ba cái triền cái là nghi, giới cấm thủ và thân kiến. Thân kiến là sao? Thân kiến là chấp dính lên cái thân này là tôi, là tịnh, là thường, là có thật. Cho nên hãy ai đụng tới cái thân này của tôi nổi khùng liền. Ai mà tăng bốc cái tôi này, cái tôi của cái thân này, tôi theo phe người đó. Cho nên mình sống có nhu cầu là một nhóm người mình thích và một nhóm người mình không thích. Một nhóm thứ mình thích, một nhóm thứ mình không thích. Lúc nào cũng có một cái liên minh. Mình hãy đi đường đó có một số người mình không thích, mình không bao giờ đi. Mình đi chùa đó có một số người mình thích, mình đi hoài. Như vậy là nó tạo ra lậu chứ quên đệ. Coi thử mình có minh sư chưa nhé. Minh sư một phần là giới của Phật, minh sư một phần là con người tu hành bậc thánh. Và bậc thánh, bậc thánh mình tìm ra thì người đó có giới hạnh thanh tịnh, đang tu trên đường bậc thánh. Chỉ cần thân cận người đó thôi, không cần giảng dạy nghe pháp gì nhiều hết. Cảm hứng của mình tự nhiên xuất hiện khi một lời chỉ của vị đó, tâm mình thuần tính tuyệt đối tin vào vị đó, thì tự nhiên mình gần thôi một chút, mỗi ngày một chút hoặc là một tuần một hai lần, lời nhắc nhở của một vị minh sư cũng sẽ làm cho mình bớt lậu lại. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp ấy vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sinh được sinh, hay dục lậu đã sinh tăng trưởng. À, tức là chỗ này đoạn Phật dạy là thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà tác ý. Cái nguyên nhân thứ hai tại sao mà mình không có chánh kiến là bởi vì những thứ tào lao mà mình cứ nghĩ tới hoài, những thứ quá khứ tương lai không có thật mình cứ tư duy tới hoài. Những cái thứ đó làm cho năng lượng mình bất an sợ hãi, giống như là ra ngoài nắng đội trời mưa ngồi đó lo lắng cái chuyện xưa xảy ra, đó là cái chuyện mà mình đang hại mình. Năng lượng là cái thứ nó làm cho mình tổn hao nhiều lắm khi mà mình tác ý những cái điều không cần thiết. Quá khứ không còn, mà cứ ngồi đó đau khổ với cái chuyện ngàn năm trước. Tương lai chưa tới mà ngồi đó đau khổ với cái chuyện nó chưa tới đây. Vậy là mình không phải đau khổ với cuộc đời. Cuộc đời nó không làm mình khổ, mà suy nghĩ nó làm cho mình khổ. Cái thứ nó có ở trong đầu mình do cái công đức tu hành, do cái sự tiến hóa mà mình cao nhất trên cái con người, trên cái đất này, mà mình lấy những thứ đó làm cho mình khổ thì đừng có trách cuộc đời là mình khổ. Mình khổ vì chính những thứ mình có. Vô lý không nè? Rất là vô lý. Cho nên cái gì, cái như lý tác ý là cái thứ mà con người mới có, mà con người tu mới có, con người phước nhiều mới có. Bạn không để ý nó chạy trong đầu mình chứ không mình tác ý gì trên á. Mà nó chạy trong đầu mình thì ai làm mình khổ? Mình là kẻ thù của chính mình. Nếu mà mình có thể làm cho mình là kẻ thù thì mình cũng có thể làm cho mình là bậc giác ngộ. Chứ đừng có thấy mình là kẻ thù xong mình ghét mình. Mình mà thù mình được thì mình cũng có thể ngộ mình được, phải không? Này các tỳ kheo, các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh,
không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được diệt trừ, hay hữu lậu chưa sanh không sanh, hay hữu lậu đã sanh được diệt trừ, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh, hay vô minh lậu đã sanh được diệt trừ, như vậy là như lý tánh ý đó. Cái ý này chúng ta đã nói rồi. Để hằng ngày mình cẩn thận với cái suy nghĩ của mình, nếu mà suy nghĩ cái gì mà ba cái lậu này nó xuất hiện hoài, đó là phi như lý tánh ý. Nhiều cái suy nghĩ mình cũng tào lao lắm, đừng có bạ đâu cũng nghĩ hết. Cho nên Phật mới dạy là nhữ đẳng bất tính khởi. Này các tỳ kheo, khi chưa phải là A-la-hán thì đừng có tin vào ý của mình. Đừng có tin vào ý của mình mà cứ lấy nó suy nghĩ lung tung, nói vui, nói đùa, nói dở, khen người này, chê người kia, đúng đúng, sai sai, nhận xét tùm lum, kết luận đủ thứ. Không tốt, không tốt, bởi vì mấy cái đó dẫn đến ba cái lậu kia tăng trưởng. Phật dạy từ trong tâm mình trước, đó là như lý tắc ý. Mẹ như lý tắc ý thì hiệu quả tốt nhất là bớt nói. Ngày hôm nay mình nói bao nhiêu từ, ai đếm không nhớ giơ tay. Mày những gì mình nói mà mình không đếm, mình không biết là nguy hiểm lắm. Như vậy bắt đầu từ sáng mai ý thức tự mình nói bao nhiêu từ, và mình giảm tối đa những từ mình nói. Ít nhất thì còn 70-80% thì cái cách mình nói và thứ mình nói nó rất có chiều sâu. Và đó chính là chánh niệm đi ngôn ngữ. Cách mình cẩn thận suy nghĩ đó là bớt nói. Bớt nói xong là cũng chưa đủ, phải chánh niệm. Chánh niệm thì ở trong cái chánh niệm đó như lý nó mới tác ý, tác ý nó mới như lý. Mà hễ mà thất niệm là tác ý nó phiền như lý. Chỉ mấu chốt vẫn là chánh niệm nha. Xong Đức Phật dạy mình cẩn thận cái suy nghĩ, mà tác ý làm sao mà ba cái lậu đó nó không xuất hiện, mà nó bị tiêu diệt. Lộ trình thứ nhất chúng ta thấy rõ chưa nè. Khi thấy rõ như vậy rồi thì sao? Ta không có trách ai làm mình khổ. Mà ngày hôm nay ta tác ý ba lậu tiêu diệt hay là ba lậu tăng trưởng, ngày hôm nay ta tạo phước hay tạo tội, ngày hôm nay ta nói ta làm ba lậu tăng trưởng hay ba lậu tiêu diệt, vì là mình. Mà khi mình biết mình tạo ra cuộc đời mình thì bao nhiêu quá khứ tới giờ không còn quan trọng nữa. Mình sẽ làm tốt nhất những gì có thể để cho từ đây cho đến mai sau theo ý mình muốn, không trách ai hết. May mắn là cái điều khiển chương trình TV vui buồn trong đầu mình, ở trên tay mình. Chứ nếu như cái điều khiển vui buồn chương trình TV nó ở bên ngoài ngã đường, ngã ba đường, thì mình có thể nghe những điều này thực tập theo được không? Không. Nhưng các loài vật ba đường ác đã xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cao nhất của ba đường ác là súc sanh, tróc 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 nó kêu nó vô đây. Nhưng mà biểu nó ngồi thiền xuống nó ngồi được không? Có bao giờ biểu con chó ngồi thiền mà nó ngồi không? Có, nó không thể thay đổi nó được, nó bó tay. May mắn là mình đã cầm cái chương trình, cái điều khiển TV trên tay mình. Mình đã cầm cái vô lăng tay lái cuộc đời mình. Mình đã cầm cái máy chèo mà lái chiếc thuyền mình. Mà cái đây là một sức mạnh đặc biệt mà con người mới có. Vậy mà nếu mà mình không chèo theo ý mình muốn thì bó tay thôi, không ai giúp mình được hết. Cho nên Phật mới dạy mình là dạy cái thứ mà mình có rồi, bây giờ lấy nó là xài. Cái nhất là như lý tánh ý, là cái chánh tri kiến, là cái tri kiến. Là vì ấy không như lý tánh ý như sau. Thế nào là không như lý tánh ý? Phật chỉ luôn, ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ. Ví dụ như ta có không có mặt trong thời quá khứ, chẳng hạn như cái bữa đó mất mặt thiệt á. Tại sao mà nó nói như vậy, nó không nói như vậy? Tại sao mình làm như vậy, mình không làm như vậy? Tại sao người ta làm như vậy, người ta không làm như vậy? Nếu mà bữa đó mình tỉnh táo một chút, mình không làm như vậy, mình không nói như vậy, mất sĩ diện thiệt tình. Và ví dụ như vậy là ta có mặt hay không có mặt trong quá khứ. Lấy quá khứ gì làm mình khổ? Cái gì khổ? Quá khứ là một sự kiện khổ, chứ quá khứ là cái tôi kháng cự hay nếu hối tiếc với sự kiện đó. Có bao giờ quá khứ làm mình khổ không? Vậy quá khứ thì nó có thể làm mình khổ không? Cái làm mình khổ mà cái nó không có ở đây thì cái gì làm mình khổ chứ không phải quá khứ? Cái gì? Cái tôi của mình phản ứng như cái quá khứ. Cái bộ máy vi tính á, cái máy vi tính nó giữ rất là nhiều những dữ liệu trong đó, nhưng mà nó có làm hại cái vi tính không? Không. Cái quá khứ là cái nghiệp của mình, nó không có hại mình. Cho đến khi mình không có biết cách đưa cái tay vào hốt những cái đống quá khứ đó ra sử dụng cho hiện tại của mình, thì những cái đó nó mới là mình khổ. Mình thất niệm mình vào quá khứ thì quá khứ nó hại mình. Thì mình tìm mình ở trong quá khứ, mình tìm cái sĩ diện cái tôi của mình á. Ồ, ngày xưa mình ABCD, bây giờ mình ABCD. Ngày xưa mình đặc biệt, bây giờ mình không còn. So với ngày xưa mình không là gì hết. Khổ, tủi, buồn. Rồi, so với ngày sau,
Có thể mình mất những gì mình hiện tại, hay mất những gì quá khứ. Khổ buồn tìm mình ở trong quá khứ, tìm mình ở trong hiện tại, tìm mình ở trong tương lai. Cái đó gọi là gì? Cái gì lậu? Vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu. Vô minh lậu là ta có mặt trong quá khứ hay ta không có mặt trong quá khứ. Ta có mặt trong quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong quá khứ với hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong quá khứ? Ta có mặt trong thời vị lai ra sao? Ta có mặt trong thời vị lai với hình hài gì? Ta có mặt trong thời vị lai vóc dáng thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Hôm nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại. Ta có mặt hay ta đang không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này đến từ đâu và rồi nó sẽ đi đâu? Cái đó là suy nghĩ hay cái đó là chánh niệm? À, những suy nghĩ đó là mình đang chánh niệm nên suy nghĩ, hay là suy nghĩ nó không có đang chánh niệm? À, nó không đang chánh niệm. Vì suy nghĩ có chánh niệm thì suy nghĩ nó không có cái tôi. Mẹ suy nghĩ tìm cái tôi là suy nghĩ đó thật niệm. Cho nên quán tâm liên tâm là vẫn có suy nghĩ mà không có cái tôi trong suy nghĩ, gọi là quán tâm liên tâm. Vì có chánh niệm thì nó rọi vào suy nghĩ, thì suy nghĩ là một sự kiện khách mời mà không đến, cái gì không đến, không cho nó sức mạnh thì tự nhiên nó đi. Cho nên nè, ta có mặt trong thời quá khứ, cái suy nghĩ đó nó có tổn hại mình chưa? Chưa. Cho đến khi nào mà mình phản ứng với cái suy nghĩ đó, cho đến khi nào mình thấy mình ở trong cái tôi quá khứ đó, mình ngồi tự nhiên cái nhiều khi ngồi cái mỉm cười có không? Nhiều khi ngồi cái nghĩ đến quá khứ cái cười, nhiều khi trong giấc ngủ cái giật mình hết hồn chấp té có không? Từ khi ngồi nghĩ tới ngày mai gặp người ta cái lo lắng bất an, ngày mai gặp người ta cái hạnh phúc dâng tràn, từng có mấy cảm thọ này không? Cái gì vậy? Những cái sự kiện nó diễn ra mà tại vì sao mà nó có những cái cảm thọ đó vậy? Bởi vì cái tôi của mình nó nhận hoặc là nó mất một cái gì đó, nó hy vọng hay là nó thất vọng một cái gì đó. Thì mình tu là mình thấy những cái thứ đó. Đó chính là tri kiến, chánh tri kiến. Đó là phá cái tôi, thần kiến của mình dính vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ mình là ai? Sao cái mình so với người bên cạnh? Bây giờ mình là ai? Sao cái mình so với quá khứ của mình? Bây giờ mình là ai? Sao mình so với tương lai với mình? Sao là mình tự hào hoặc là mình tự ti? Sao là mình vui hay là mình khổ? Vậy thì cái hiện tại của mình này, nó là một sự kiện thôi. Phước như vậy, tội như vậy, nó sinh ra cái thân như vậy, là nữ, là nam, là giàu, là nghèo, là sang, là hèn, là hạnh phúc, là khổ đau. Thì cái đó mình thay đổi được nữa không? Nếu mà nó kết quả quá khứ là nam hay nữ, mình thay đổi được nữa không? Không. Nhưng mà những gì mình tạo trong hiện tại bằng suy nghĩ và ngôn ngữ và hành động thì cái này ai chịu trách nhiệm? Hiện tại này mình chịu trách nhiệm, phải không? Nhưng mà mình ngồi mình lấy những cái kết quả hiện tại của mình, tôi là giàu có, xinh đẹp, đi lúc nào cũng như thế này. Không thấy ai đâu hết, thấy toàn tỉnh không? Thì đó là mình thất niệm. Còn thất niệm này nữa nè, hễ mà mình khổ là khổ nhỏ nhỏ thì do chỉ, do ảnh. Mẹ khổ lớn lớn là do trển. Không, do đây. Mình không tìm mình trong quá khứ. Nếu quá khứ về thì mình thấy nó là một sự kiện. Mình không tìm mình trong hiện tại. Hiện tại đây là kết quả như sự kiện của cái nhân quá khứ. Mình không tìm mình trong tương lai, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Và hiện tại của mình như thế nào thì tương lai nó tự nhiên đến, chứ nó không cần phải tìm mình ở trong tương lai. Hay chỗ nào mà mình tìm mình thì chỗ đó có đau khổ. Chỗ nào mình tìm mình, chỗ đó có hạnh phúc. Này, hạnh phúc với đau khổ là do cái tôi của mình nó thỏa mãn hay nó mất mãn với những thứ nó tiện. Cái gì lậu? Vô minh lậu. Đoạn văn tiếp theo nó cũng hơi khá dài, con sẽ lướt. Vị ấy như lý tắc ý, đây là khổ như lý tắc ý, đây là khổ tập như lý tắc ý, đây là khổ diệt như lý tắc ý, đây là con đường để đến khổ diệt. Nhờ tắc ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt thân kiến nghi với cấm thủ. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ.
ai mà đã chán cái ta bà này rồi, không có muốn đau khổ nữa, thì người đó bắt đầu tu cái hạnh giải thoát con đường siêu thế. Thì Đức Phật chỉ ngay vào cái liệu thuốc đầu tiên là có chánh kiến để tiêu diệt và đoạn trừ ba cái lậu này, là người đó đi thẳng vào Sotapanna là sơ quả đấy. Đức Phật không có dạy vòng vòng đâu. Đức Phật là bậc thánh tối thượng giác ngộ. Những gì ngài chỉ là cho cái con người mà đi trên cái con đường ngài đã ngộ đó. Cho nên hễ mà đạt được cái tri kiến đầu tiên này là người đó vào sơ quả. Thế ai vào sơ quả không bao giờ phá giới, dù giữ năm giới hay 250 giới, bỏ vào ngoại đạo cũng không bao giờ theo ngoại đạo, lúc nào cũng là chánh pháp. Và có tái sinh bao nhiêu kiếp nữa thì cũng 7 kiếp là cùng và không đọa lạc trong ba đường ác nữa. Và chắc chắn là có chánh tri kiến rồi thì không ai dụ người đó đi vào đường tà được ở trên. Mà chánh tri kiến này là gì? Vô ngã. Rút gọn một câu vậy đó. Rồi, các lậu hoặc phải do phòng hộ mới được đoạn trừ. Nè, có tri kiến rồi là quan trọng rồi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có phòng hộ, không có các cái liều thuốc tiếp theo, thì các cái bệnh sau đó, cái việc tránh tri kiến nó chưa có đủ và nó nguy hiểm. Và trong khi thực tập á, thì bảy cái phương pháp này áp dụng một lần một cách linh động, phù hợp cho cái bệnh nào thì cái thuốc uống ngay lúc đó. Thì đối với năm căn tiếp xúc với năm trần thì mình có thể mình sử dụng cái chánh tri kiến được chăng, nó hiệu quả chăng, nó cũng hiệu quả. Nhưng cái hiệu quả nhất phải là dùng chánh tri kiến, cũng không phải là do thọ dụng, cũng không phải là do kham nhẫn, cũng không phải là do tránh né, cũng không phải là do đoạn trừ tiêu diệt, mà do phòng hộ ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần. Là mình phòng hộ. Phòng hộ là sao? Cẩn thận với chánh niệm. Mình đừng có để cho những thứ nào nó vào, nó làm ba lậu tăng lên. Và mình chỉ đưa vào những thứ nó làm cho ba lậu mình giảm dần đi. Tiếp xúc ngũ căn ngũ trần. Mắt tiếp xúc với sắc. Mắt tiếp xúc với sắc. Mắt mà thấy là nó sinh ra cái xúc. Mắt thấy, tay chạm, xúc. Hễ xúc là sinh ra thọ. Hễ ngay chỗ cái chỗ thọ mà mình không có chánh niệm là biết chuyện gì diễn ra không? Nè, mình có cái thân không? Mình có mắt không? Có. Mình có cái tay không? Có. Có cái tay mình cầm. Mình cầm thì là có xúc không? Có. Cái xúc của nó sinh ra cảm thọ cứng mềm, nóng lạnh, có không? Có. Cái này là quy luật vận hành bình thường của một cái thân con người đang sống, đúng không? Nhưng nếu mình thất niệm thì cái thọ nó sinh cái gì? À, cho anh Trần vỗ tay. Cái thọ mà thất niệm là lập tức trong đầu mình có một cái suy nghĩ nó xuất hiện là cái này mát, mình thích, uống được đá. Và cái này là của tôi muốn sở hữu nó. Ngay chỗ cái ý niệm thất niệm đó, một suy nghĩ nó xuất hiện thì cái ái nó bắt đầu chiếm hữu. Ái, thủ, hữu, sành, lậu, tử. Cho nên từ cái chỗ căng tiếp xúc với trần, nó sinh xúc, xúc nó sinh thọ. Nó bình thường, vô tội, nó là tự nhiên. Nhưng hãy thất niệm là nó sinh suy nghĩ nó xuất hiện. Mà suy nghĩ nó xuất hiện trong đó thì ai nó ở trong đó? Cái suy nghĩ đó là nó lọt vô trong cái ái đó. Cái ái đó chính là suy nghĩ. Cho nên hay mà có cái thọ đó, à, một khoảng giữa không tiếp xúc với nhau, tức là tạo ra cái không gian của chánh niệm nhìn vào cái thọ, tức là có mặt cho cái thọ. Cho nên ngày quen ca không phải một cách tự nhiên mà phát triển 10 ngày thiền của quán thọ niệm thọ đâu. Ngay chỗ cái thọ nó xuất hiện thì mình không ái nó. Ngay chỗ cái thọ nó xuất hiện thì mình không sân với nó, không phản ứng với nó. Thì cái thọ nó chỉ là một cái tiến trình tự nhiên của cơ thể vật lý và tâm lý. Nó chưa có tạo ra luân hồi sinh tử. Cho nên cẩn thận năm căn tiếp xúc với năm trần cũng phải áp dụng cái gì? Chánh niệm vào. Cầm ly nước uống. Nó khác thì uống. Nhưng mà uống thì trước khi uống mình niệm Phật 10 tiếng. Cách con tu. Khi mình niệm Phật 10 tiếng mình uống thì cái cảm thọ mát hay nóng lạnh mình đã có cái định của ít nhất 10 câu niệm Phật rồi. Nó xin cái niệm là mình có thể tách mình ra khỏi cái thứ mình ăn, mình uống, mình nhìn. Cho nên đôi khi đi ra đường, trước khi rịnh ga đi, niệm Phật 10 tiếng ví dụ vậy. Mình thiết lập cho mình một cái sự niệm định trước khi bắt đầu bước vào ngũ căn, bước đầu vào ngũ trần. Đó là cách mình phòng hộ bằng chánh niệm.
Và cái cách tốt nhất để mà năm căn tiếp xúc với năm trần mà nó không sinh tam lậu và tam lậu không tăng trưởng, đó là phòng hộ. Cách tốt nhất để phòng hộ đó là chánh niệm, đơn giản vậy. Bây giờ mình có làm hay không thôi à. Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Cái thứ ba, thọ dụng là sao? Này các tỳ kheo, các tỳ kheo thì phải đi ăn xin. Để ăn xin thì người ta cho cái gì? Nhận cái đó, người ta cho 3-4 thứ: thuốc men này, ăn ngủ mà chỗ ở. Cái cách mà mình nhận, một là để cho cái lạc thú của cái thân, hai là để sĩ diện của cái tâm, hay là những cái niềm lạc thú cao cấp hơn. Những cái gì mà mình nhận vào vì động cơ của ba lậu thì cái đó nó làm tăng trưởng lậu. Mình càng nhận nhiều thì lậu mình càng nhiều, phải không? Bây giờ mình động cơ nhận là không phải nhận để làm cho mình hưởng thụ, thỏa mãn cái ngũ dục, cũng không phải là thỏa mãn sĩ diện, hay là cái ngũ dục cao cấp cõi trời, cũng không phải là thỏa mãn cái tôi vô minh của mình. Mà bây giờ mình nhận vào như là điều kiện cơ bản để mình sống thọ, sống khỏe, mà mình tu làm cho các lậu nó đi xuống, thì đó là thọ dụng. Phật dạy rất rõ, này các tỳ kheo, thế nào là lậu do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, như lý gián sát, tức là mình như lý tác ý, mình thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sức chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Còn bây giờ mình bận bộ đồ phải phải vào nghiêm trai để mua. Thế ai cho nên biết nghiêm trai không? Nhìn này quán không? Toàn là đồ xịn, ví dụ như đang phải quảng cáo với người ta nha. Nhưng mà sao? Bây giờ mình bận đồ tu, mình cũng phải bận đồ sang. Tới chỗ cái đạo tràng đó, ai bận giống nhau, mình phải khác nhau. Mình phải có cái gì đó nó sang sang, nó cao cao, nó giàu giàu, để mình thấy mình không thuộc về những lớp người thấp hơn. Thì cái đó nó không còn là để che ruồi mũi, che nóng lạnh, che trần truồng nữa, mà nó là gì? Hưởng thụ của ngũ dục, sĩ diện vô minh. Như vậy là thọ dụng tăng trưởng tam lậu. Càng thọ dũng càng tăng trưởng, phải không? Càng thọ dũng càng sĩ diện, càng thọ dũng càng giữ gìn, càng thọ dũng càng đau khổ bất an. Cho nên thầy tu là sao? Ba y bình bát, đầu trọng lọc. Y có hai màu: đầu trần chân đất. Nhà không có, gia đình không có, lang thang đây đó, ngủ gốc cây ba bữa cũng hơn ba bữa Phật cũng là. Rồi còn gì để mất không? Ra đường sinh năng thì còn gì để mất không? Không. Cho nên thọ dũng của mình là để làm chi? Duy trì cơ bản cái cơ thể vật lý sinh lý này để nó không làm hại mình trong lúc mình tu, và lấy nó để cho mình tu, cho lấy nó để mình hưởng thụ, thì đó gọi là thọ dũng mà đoạn trừ tam lậu. Phật dạy kỹ không? Các lậu khác, các lậu hoặc phải do tham nhẫn mà đoạn trừ. Bây giờ mình đi khất thực mỗi ngày là mình phải khất thực, cái mình không khất thực là mình đói, mình đói là mình cứ ngồi đó mình gọi là tham nhẫn chịu đựng, thì có được không? Áp dụng như vậy được không? Không đói thì chết thôi, tham nhẫn gì. Như vậy có một số cái lậu khác mà mình phải do tham nhẫn, là cái thuốc nó uống khác bệnh. Thế nào là các lậu do tham nhẫn? Ở đây có tỳ kheo, như lý tắc ý trước nha, rồi mình mới tham nhẫn lạnh nóng. Mày có cái thân là có đói, có lạnh, có nóng. Nhiều khi khất thực có không? Không. Có cái thứ mình không thích, mình phải ăn. Mà lạnh nóng phải chịu, ngồi thiền xuống nó đau là phải chấp nhận, tham nhẫn, tu ba là mật. Nhẫn nhục mà là mật. Ngứa, ngứa quá thầy ơi, nó đau quá thầy ơi, nó lạnh quá thầy ơi, nó nóng quá thầy ơi, khỏi tu luôn. Nó suy nghĩ nhiều quá thầy ơi, khỏi tu luôn. Đi chùa xa quá thầy ơi, hôm nay con bận quá thầy ơi, con nhiều việc quá thầy ơi. Đó là mình không tham nhẫn. Mình tham nhẫn với hai thứ. Bên trong mình là có cái thân, mình có cái thân này thì có cái khổ, có cái thổ của thân vật lý, và còn có cái khổ của cái tâm tâm lý nữa nha. Và mình phải tham nhẫn với những người mà họ nói những cái lời từ bên ngoài, và những cái hiện tượng vật lý nóng lạnh ruồi mũi nó đến như mình, họ nói những cái lời thương, lời ghét. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư và ấm lên lóc cho sư không phải mọc tóc mà trọc đầu. Như sao vậy? Phải tham nhẫn với cái lời yêu thương của người ta, không có chạy theo người ta về lại, nên không có tự hào cái bản ngã lên người ta khen mình thầy đẹp trai tài năng giỏi giang yếu đông biết tay thông đông kim khổ gì. Cái tôi bản ngã mình nó trồi lên, mình không kham nhẫn được là lời khen nó hại mình, lời chê nó hại mình. Nó bên ngoài kia nó làm cho mình nóng lạnh, đối khá, khó chịu, dễ chịu. Không kham nhẫn thì tàn lậu phát triển. Phật chỉ kỹ không ạ? Rất kỹ. Nay không phải là người tu xuất gia, mà ai muốn tu cũng phải xuất gia. Xuất gia không phải là cạo tóc,
mặc đồ tu mà xuất gia là giảm ba lậu, đến đoạn tận ba lậu. Vẽ ba lậu là đau khổ, mà hay đau khổ ít thì do ba lậu ít, đau khổ nhiều do ba lậu nhiều. Giờ không muốn xuất gia tại gia gì hết, hay muốn khổ ít thì phải ba lậu ít. Rõ như chỉ bằng tay vậy đó. Các lậu phải do tránh né đoạn trừ. Đối với cái thân của mình thì mình tránh né được không? Mình ngủ căn nghiệp xúc ngũ trần tránh né được không? Đức Phật dạy à, anh em không được nhìn mắt, không được nhìn vào mắt người nữ trẻ đẹp. Bạch Thế Tôn có việc phải nhìn thì sao? À, được nhìn từ cái đầu gối xuống chân thôi. Bạch Thế Tôn có việc phải nhìn thì sao? Ông phải chánh niệm. À, hễ có mắt là có sắc, hễ có qua lại giao tế thì nhất định không có trốn tránh được. Mình không thể đóng năm căn này ở trong rừng mà tu được. Cho nên mình không thể áp dụng cái phương pháp gọi là kham nhẫn hay là thọ dụng đối với một số cái trong cái quan hệ đời sống. Thì đối với những thứ đó mình phải tránh né. Ví dụ đối với chó giữ, bò giữ, rắn giữ, những cái khúc cây gai gốc khố sâu vực thẳm, ao nước nhớp, vũng nước, Phật chỉ cặn kẽ luôn, là những cái hiện tượng vật lý mà nó không phù hợp cho cái cuộc sống xung quanh tu tập của mình thì mình phải tránh né. Đối với những con người giới định tuệ hoặc là nhận thức của họ nguy hiểm cho con đường tâm linh của mình phải tránh né. Đối với quần chúng là cái môi trường mà ở đó ba loại thức ăn là danh lợi tình nó làm tăng trưởng, mình phải tránh né. Đối với điện thoại, với tivi, với thông tin hàng ngày mà một cách vô tội vạ mình đưa vào nó làm cho mình tăng trưởng cái độc tố là mình phải tránh né. Phải không nào? Có những thứ mình chủ động né được từ cái không gian thời gian thì tốt nhất là tránh né. Còn mình không tránh né được, vô tội vạ đưa vào đây, thân tâm này nó ghi nhớ hết lại. Giờ ông nội, ông cố nội con là ai con biết chứ, ông đang ngồi mũi con à. Vì sao vậy? Cái ADN nó ghi lại hết từng chi tiết một, cái đến thành Phật thì nhớ lại toàn bộ. Hãy Việt Nam lại phải mũi tạc tạc chút da vàng. Ví dụ vậy. Hãy mà ông nội mình tính sao thì cái tính cách của ông cha mình tới của mình nó y chang vậy. Hãy mình che mẹ mình sao mẹ có tính khó quá. Vậy mình lớn lên vài chục tuổi mình không khác gì một bản sao. Phải không? Cho nên hãy mình đưa vào trong đây á, mà mình không chọn lựa, mình không tránh né, thì tới chừng nó vào nó làm cho mình khổ tăng ba lậu. Một số thứ cần phải tránh né, trong đó có người và vật ảnh hưởng đến giới định tuệ của mình. Chọn bản mà chơi à. Mưa lâu thấm đất, họ nói hoài là tự nhiên mình tin. Họ không nói, năm ba người nói giống họ, mình tin. Quan trọng. Các lậu hoặc phải do tránh né, các lậu hoặc phải do trừ diệt, đoạn trừ. Đã. Thì cái thứ nhất là tri kiến, ấy là tuệ. Bốn cái còn lại là phòng hộ, ngũ căn tiếp xúc ngũ trần, và kham nhẫn, là thọ dụng, và tránh né, đó chính là giới. Giữ giới là tránh né nè. Nó thấy phụ nữ là né né liền. Nếu như ông thì khéo né này không phải ông thanh cao, ông thanh tịnh gì, chứ mà né ông sợ chính ông phải lây nhiễm virus Covid cho người ta. Covid ai cũng có, bởi vì lòng tham ngũ dục thì ai cũng có. Bây giờ ông muốn tu thì ông phải đoạn trước. Chưa cần ai lan, mình có trước đừng để cho mình lan người ta thôi, chứ không phải mình cao thượng. Mình biết mình dơ bẩn nhưng mình không muốn lây Covid cho người khác. Cho nên mình bịt khẩu trang chống Covid là bịt cái nào, màu xanh ra trước hay là màu xanh vô trong. À, nếu mà chống Covid của mình lây cho người khác thì phải bị cái màu xanh vô trong á. Bởi vì cái màu xanh đó nó mà là cái kháng khuẩn mà. Bây giờ mình cứ tưởng ai Covid, ai cũng tưởng ai Covid hết mà mình không có. Cho nên ai cũng để cái màu xanh ra ngoài. Bây giờ tu thì sao? Đeo cái khẩu trang Covid ngược lại. Mình virus trong đây không cái sợ người ta virus lây cho mình. Phải không? Người ta virus bao nhiêu không biết, chứ mình chắc chắn virus bao nhiêu mình biết không? Biết. Thầy con sân dữ lắm, vậy mà bị khẩu trang cứ sợ người ta lây cho mình. Ở đây con đang nói ví dụ á, ẩn dụ trong đó, chứ không phải khuyên quý vị là đeo thế nào. Vậy nói không thầy một phương biểu đeo Covid. Tức là mình giữ giới thì mình phải tránh né, mình phải phòng hộ, mình phải thọ dụng, mình kham nhẫn. Cái sau đó mình thành tựu giới. Thành tựu giới rồi mày bắt đầu tu định. Tu định là vào hai cái sau nè. Các lậu hoặc phải do trừ diệt mà đoạn trừ.
Thế nào là do trừ diệt này các tỳ kheo, như lý tác ý không có chấp nhận dục niệm khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Thế mà có một cái lòng tham dục nó xuất hiện là mình sao? Đoạn diệt liền. Thế thì mình tu cái gì mình làm được điều đó? Tứ niệm xứ. Chỗ này tứ niệm xứ áp dụng với tứ danh cực. Thế thấy ác khởi, diệt. Ác chưa khởi, đừng cho khởi. Thiện phát triển, cho nó phát triển. Thiện chưa phát triển, làm cho nó sinh khởi. Bằng một cái áo dài, hai cái áo dài, ngồi nóng đổ mồ hôi thấy mệt không? Là phải kham nhẫn, ví dụ vậy. Nhưng không là bận cho nó nóng lên rồi còn kham nhẫn. Chứ để biết là nhiều khi là mình phải cố tình tạo ra môi trường để kham nhẫn. Ví dụ như mình phải ngồi thiền xuống, là mình đang cố tình cho cảm thọ nó xuất hiện mà mình kham nhẫn. Nhiều khi mình ăn rất ít cho cái bụng mình đói để mình kham nhẫn. Nhiều khi mình nhịn đói luôn mấy ngày luôn để cho mình thanh lọc cơ thể, mình phải học cái tính kham nhẫn. Nên khi mình phải không có ngủ để mình vượt ra khỏi cái thói quen của cái sự ràng buộc do ăn do ngủ hàng ngày mà cứ 8 tiếng, 10 tiếng, 3 bữa, 5 bữa vậy đó. Bởi vì cái gì nó hoài nó tạo tập đế, mà tập đế nó ràng buộc, nó ràng buộc là đó là luân hồi sinh tử nó dẫn mình đi chứ không phải mình nó đi. Thì diệt trừ ở đây là diệt trừ các lậu hoặc, tham sân si trào cử hôn trầm nghi, tất cả các cái phiền não, nhiệt não nó làm cho các cái lậu mình nó sinh trưởng. Thì mình phải trừ diệt, mình giới, mình thành tựu. Bây giờ mình định thành tựu. Thì định thành tựu mới diệt được là dục. Mình vào sơ thiền, mình nhất tâm của mình đó, ekagata của mình nó mới diệt được cái tham dục nam nữ. Tham sân trợ cử hôn trầm nghi, năm cái triền cái này khi vào sơ thiền là nó bị dẹp qua bên hết bởi năm cái thiền chi. Thì cái thiền chi nhất tâm nó mới dẹp được cái tham dục. Cho nên để thành tựu được định thì mình phải thành tựu được giới. Thì cái sân của mình nó chỉ diệt được vào trong cái năng lực tâm mình định được, mình mới diệt được cái dục của nam nữ. Thì giữ giới thành tựu, bắt đầu mình tu thiền. Tu thiền tứ niệm xứ, lấy chánh niệm hiện tiền trước mặt. Thấy niệm nào tốt xuất hiện tăng trưởng, niệm nào thiện xuất hiện tăng trưởng, cái nào chưa thiện, cái nào tốt mà nó chưa sinh làm cho nó sinh, cái nào xấu đã sinh diệt, mà cái nào xấu chưa sinh đừng cho sinh. Cứ làm hoài như vậy. Và khi ngồi thiền xuống, định tâm trên hơi thở, đi vào từ sơ thiền đến tứ thiền, ra lại có sức mạnh của thiền, quán một tứ niệm xứ và đoạn tận cái ngũ triền cái. Phải đoạn tận ngũ triền cái chứ không phải là đè nén ngũ triền cái. Thế ở đây tu thiền là để đè nén ngũ triền cái. Trong một khoảng thời gian vào tứ thiền hay sơ thiền, mình phải ra và lấy thậm chí là ngũ triền cái làm đối tượng điện mục để mình thấy được bản chất thật của nó. Cái đó là đoạn tận đó. Khi mà mình có thể vào sơ thiền, mình ít nhất là dùng định để đè nén ngũ triền cái, thì cái năng lượng niệm của mình nó rất là mạnh, nó trở thành niệm giác chi. Lúc đó mình qua cái cuối cùng là tu tập được, tu tập để đoạn tam lậu. Thì cái đây là cái cuối cùng. Thì cái tu tập là cái tu tập với cái trừ diệt ấy chính là định. Thì cái tu tập này là tu tập cái gì? Tu tập thất giác chi, tức là bảy cái chiều đến giác ngộ, tức là nó thành cái chi giác ngộ luôn, nó đã nhuần nhuyễn. Bảy giác chi gọi là gì? Niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Đọc lại nè: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Mà nó không phải là những cái chi bình thường, mà là cái chi giác ngộ, tức là những cái chi đã thuần thục, tức là mình có thể ra thiền, vô thiền, hoặc là chánh niệm của mình nó rất là thành thục rồi. Và hễ mà mình dùng nó tới đâu, hiệu quả tới đó. Tức là hễ mình đặt tâm đi hơi thở, là hơi thở nhất như 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, thậm chí 7 ngày. Tức là tâm của mình muốn dừng, mình dừng, mình tác ý, mình tác ý. Chứ không phải nó chạy giống như bị số tả, trong đó mình phải kéo đi lôi lại liên tục. Thì chứng tỏ niệm của mình nó chưa thành niệm giác chi. Mình ngồi thiền xuống mình chưa thấy rõ cảm thọ mình đến đi,
cái tuệ sinh diệt nó chưa có xuất hiện bao nhiêu cả. Thì khi mình thành tựu cái tuệ, cái do tu tập bảy giác chi này á, thì nhiệt não nó không còn nữa, phiền não nó không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Như vậy lộ trình của giới định tuệ được Đức Phật nói một cách thứ tự. Thứ nhất, chánh tri kiến, bắt đầu phải có chánh kiến và kết thúc và là cũng kết quả của nó là giác ngộ, cũng là chánh kiến. Chánh kiến xong rồi mình bắt đầu mới tu tập, lấy cái như lý tác ý, biết được cái bản ngã là không thật, bắt đầu giữ giới cho thanh tịnh. Chỗ nào cần tránh né nên tránh né, chỗ nào cần phòng hộ nên phòng hộ, chỗ nào cần kham nhẫn nên kham nhẫn, chỗ nào cần thọ dụng với động cơ để tu tập cần thọ dụng với động cơ để tu tập. Vậy làm sao cho cái thân của mình á sử dụng bốn cái phương pháp này một cách nhuần nhuyễn? Gặp chỗ này tránh là tránh, nhưng mà không tránh được người ta cúng dường, mình nhận, nhận bằng cái tâm để tu tập thọ dụng. Nhưng mà cái thứ họ cho mình sử dụng không được, nhưng mà mình phải sử dụng để mình có sức khỏe, kham nhẫn. Rồi khi mình tiếp xúc phải cẩn thận phòng hộ. Rồi khi về ngồi thiền xuống, nhiếp niệm có thể vào được an chỉ định, cận hành định, sơ thiền, tứ thiền, có định rồi ra quán, dập tắt được năm triền cái. Đó chính là do trừ diệt mà đoạn trừ. Và khi thành tựu thuần thục chánh niệm rồi mình bắt đầu do tu tập thất giác chi mà đoạn trừ, là bắt đầu đi qua con đường của định. Vậy là trước mình có chánh kiến, sau mình thành tựu giữ giới điên thân, sau mình thành tựu định, giới định, giới niệm định đi một cách thứ tự, thì giác ngộ, giải thoát, trí tuệ là kết quả. Giống như hoa sẽ nở khi mà mình chăm sóc những thứ mà nó không có hoa. Vậy muốn hoa đừng chăm bẩm vô cái chuyện ngồi tưởng ra hoa, vẽ ra hoa, mà phải chăm sóc những thứ mà trong đó nó không thấy gì là hoa hết. Muốn thiền, muốn trí tuệ, mình cứ ngồi đang nghĩ về những thứ mà nó vốn không thật có, mà do tiên nghĩ tạo ra, không bao giờ có, nó là bánh vẽ thôi. Cho nên đây là cái lộ trình mà Phật phân tích rất là kỹ cho chúng ta thấy được cái con đường giới định tuệ. Và chỗ nào áp dụng tránh né, chỗ nào áp dụng tham nhẫn, chỗ nào áp dụng thọ dụng, chỗ nào áp dụng phòng hộ, chỗ nào áp dụng tri kiến, chỗ nào áp dụng diệt trừ, chỗ nào áp dụng tu tập. Nếu mình chưa được chánh tri kiến, mình tu mà lấy cái bản ngã, mình sửa cái ngã A xấu xí khó chịu bị chê bai trở thành một cái ngã B to lớn được người ta tung hô, người ta tán dương, thì cái đó là lấy cái tiểu ngã Atman trở thành cái đại ngã Brahman. Tu không phải là lấy ngã này thành cái ngã khác để khổ, khổ này thành cái khổ khác, mà tu là giải thoát cái ngã khỏi cái bản ngã, là thấy ra cái ngã không thật ấy chính là vô ngã. Nếu mình có cái chánh kiến đó rồi hệ tu, thì bắt đầu mới lấy cái giới giữ cái thân cho nó thành tựu thanh tịnh bằng cách bốn cái phương pháp đó, áp dụng cụ thể từng trường hợp. Xong phải thực tập chánh niệm và định để lấy tứ niệm xứ bằng cái phương pháp tứ chánh cần xử lý cho nó xong các cái niệm thiện và niệm bất thiện, tạo ra công đức cho lớn để thân khỏe tâm yên, ngồi thiền xuống nhập định sâu, lấy cái niệm của mình tu như thuần thục, thành tựu được thất giác chi, thì mình sẽ đạt được cái chỗ giác ngộ, thành tựu trí tuệ, giải thoát ba lậu, ra khỏi tam đồ ác đạo và ra khỏi lục độ luân hồi, chấm dứt sanh tử luân hồi. Ta kết thúc bài ở đây. A Di Đà Phật. Chư huynh đệ có câu hỏi gì không? Dạ A Di Đà Phật. Kính chào mời thầy, xin hỏi là con lời thầy vừa dạy con nghe được là hết chánh niệm thực sự thì không còn cái ngã. Vậy thì bằng cái phương pháp nào để mình có thể diệt được cái ngã đó thì con? Cái này hay cái tượng Phật không? Thấy cái bóng không? Làm sao mà để cho cái bóng này nó không còn nữa?
trả lời mạnh dạng đi. Không, thầy đang nói cái hiện tượng vật lý của cái bóng tượng Phật này, làm sao để cái bóng này nó không còn này? Không còn tượng Phật thì không còn cái bóng. Bây giờ thầy muốn để tượng Phật mà vẫn không còn cái bóng luôn. Ai trả lời được? Còn tượng Phật mà không còn cái bóng. Con nhỏ giơ tay. À, lên đây. Trân trọng giơ tay. Tắt cái đèn đi thì con còn tượng Phật nữa không? Bây giờ thầy muốn thấy tượng Phật nhưng mà thầy không thấy, thầy không muốn thấy có cái bóng. Chúng ta đều có hai câu trả lời rất là hay. Nhưng mà bây giờ còn cái bóng, còn tượng Phật, và thầy không muốn thấy cái bóng mà thầy muốn thấy tượng Phật thì làm sao? Ai trả lời lên? Trịnh. Nên là hiện tượng vật lý thôi nha. Nó áp dụng y chang vậy đó. À, lấy ánh sáng rọi vô cái bóng. À, cho anh đằng vô tay. Cái bóng nó chỉ xuất hiện chỗ nào không có ánh sáng thôi. Phải vậy không? Cái bản ngã của mình nó xuất hiện chỗ nào mà không có chánh niệm thôi à. Bởi vì dạ, mời ba chư vị xuống. Bởi vì bóng mình buồn, mình vui, mình đau khổ, mình hạnh phúc, mình đúng, mình sai, mình nam, mình nữ là do cái suy nghĩ của mình nó bị đồng hóa bởi cái tôi của mình. Mình có chánh niệm là toàn bộ những thứ đó hoàn bình hết. Nó rất là hay. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang có mặt cái thế này nè. Dùng cái tâm thanh tịnh của mình á, trong cái tiếng chuông mà chúng ta cùng với nhau nghe đó thì có nam, có nữ, có đúng, có sai, có hay, có dở, có được, có mất, có màu sắc, có hương vị gì chăng. Bây giờ thử lại một cái nữa. Chúng ta có thấy cái lưng mình không? Chúng ta có biết nó cong hay thẳng không? Thì cái biết của mình đó, nó có nam, nữ, đúng, sai, hay, dở, được, mất, mùi vị không? Không. Thì cái biết chỗ nào thì chỗ đó vô ngã. Mày không có cái biết thì có cái lưng của tôi cong, cái lưng của chị thẳng, cái lưng của chị thế này, cái lưng của tôi thế kia. Mà chỗ nào có cái biết thì chỗ đó không có cái tôi. Tức là cái tôi lúc này nó bị biết, cho nên mình là cái thấy chứ không phải mình là cái bị thấy nữa. Chỗ nào mà mình không thấy sáng mặt trời thì chỗ đó mình là cái gì? Mình là mây. Mà chỗ nào mình là sáng mặt trời thì mình không còn là mây nữa. Mặc dù mây còn ở đó không? Còn. Cho nên mặc dù còn suy nghĩ đó nhưng mình biết mình là ánh sáng phía sau đó, đám mây đó, chứ không phải mình là cái đám mây đó. Cho nên mới gọi là quán tâm trung tâm. Nó rõ như vậy đấy. Vậy cho nên là cái tôi nó không quan trọng, quan trọng là mình có biết mình đang có cái tôi không. À, khi mình cự với họ mà họ nói thôi cái tôi của thầy bự chảng, đừng nói vậy nha, nói vậy là họ lượm răng không kịp á. Tức là đừng có nói ai có cái tôi hết đó. Không có nên nói như vậy. Đừng có nói như vậy. Bởi vì cái tôi nó không muốn được nhận ra một cách trực tiếp, như vậy là tát vô mặt họ đó. Mà cái tôi của mình là mình phải thấy, chứ mình đừng nói một cách trực tiếp ra cho cái tôi của người ta. Bởi vì nếu mà người ta không thấy mà nói ra như vậy là người ta rất là tổn thương, và người ta không có tha thứ cho mình đâu. Cho nên mình tu chỗ này nó khéo. Mình không được phép nói cái tôi của người khác khi cái tôi của họ đang biểu hiện. Mình phải rất là phương tiện. Cái này phải cẩn thận. Cho nên làm sao để mà mình vô ngã? Cái ngã nó không có, mình đừng có tạo nó ra. Chứ không phải làm sao mà để diệt cái thứ nó không có cả. Giờ mình đánh với cái bóng nè, mình làm gì nó, cho đến khi mình mệt thì ai là người chiến thắng? Cái bóng mà chiến thắng. Mình đánh, mình xử lý cái thứ không có, mình nói mình thắng nó thì mình thua cuộc. Mình thấy ra là nó không có thật trong bản chất, chứ không phải mình làm sao cho nó đừng có ở đó. Mình thấy nó rồi đó. Thì bây giờ mình lấy cái tượng Phật đi, hay mình tắt điện đi, tức là sao? Mình không muốn có cái tôi nữa, mình giết cái thân này đi, mình chết đi.
Còn không? Còn cái tôi không? Và cái thân này đâu phải cái tôi. Cái thân này có phải là cái tôi không? Cái thân này là do cái ý niệm đồng hóa cái thân này là tôi, chứ không phải cái thân này nó giữ cái tôi. Thân kiến tức là có một cái kiến dựa lên cái thân này và cho cái thân này là tôi, đó gọi là thân kiến. Không phải diệt cái thân là đối tượng của cái kiến, mà là diệt cái kiến dựa lên cái thân. Phải không? Thì cái kiến đó chính là cái tà kiến. Cái thân này nó vô tội, nó là trung tính. Cũng là cái thân này mà mình tu, cũng là cái thân này mà mình đọa. Vì có chánh niệm lên cái thân thì phá thân kiến. Mình phá thân kiến được 24 tiếng đồng hồ thì mình là sơ quả trong 24 tiếng. Phá cái thân kiến trên 1 giây thì mình là sơ quả trong 1 giây. Phá cái thân kiến vĩnh viễn thì mình sơ quả vĩnh viễn. Thì chánh niệm vĩnh viễn 1 ngày thì mình là bậc thánh của 1 ngày. Chánh niệm 5 phút thì mình là bậc thánh 5 phút. Chánh niệm vĩnh viễn thì mình bậc thánh vĩnh viễn. Thì chỉ cần chánh niệm là được. Cái nghe, cái thấy, cái biết của mình nó ở đó. Tức là tự tánh của mình nó ở đó. Mình đừng có bị những cái thứ bị nghe, bị thấy, bị biết là đối tượng nhận thức. Nó làm cho mình phải đi ra khỏi cái nhà tự tánh của mình. Nhà lúc nào cũng ngồi ngay ở chỗ phòng khách, bật điện lên, tỉnh giác, khách tới thì đón. Còn bằng không, ở nhà tắt điện ngủ. Tắt niệm bây giờ nó lấy hết công đức của mình đi. Việc của mình là ăn ít, ngủ ít, lúc nào cũng giữ cái thân cân bằng, tâm yên ổn, chánh niệm rõ ràng, thấy biết mọi thứ đến đi. Và mình không có phản ứng dính mắc, không có tham, không có sân. Thì đó là con đường mà Đức Phật dạy ngay chỗ đó. Mà mình tu tập chứ không phải chạy lên núi, lên rừng, không phải chạy chỗ này, chỗ kia. Nhiều cái mình chạy mình tránh né được, mà cái nhiều cái thì mình phải ở ngay cái chỗ đó mình tu tập. A Di Đà Phật, chư Phật. Thỉnh chư Phật đệ quỳ lên chắp tay để con đọc năm giới để về nhà nhớ mà thực tập theo trước khi về chùa. Này chư thiện hữu tri thức, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chư vị đã quy y là đệ tử của Phật pháp, tăng là Phật tử thì giữ năm giới. Giữ năm giới thì được làm người ở kiếp sau, công đức vô lượng cho mình và người. Năm giới thì có tự do và hạnh phúc, tâm không có bất an, mà không có mất thiện lương tôn lòng. Do sự phước báo ấy mà bớt bệnh của thân, bất khổ của tâm, đã làm cho mình có người khổ. Như thế nhớ là ý thức được những loài đang sống sợ chết, thọ mạng tình ngắn ngủi, sống bằng phước báo. Ai cũng muốn được có cuộc sống bình an, cho nên mình không có lấy bạo động hung dữ trong lòng để hủy diệt sự sống, không có lấy lòng tham của ba tất lưỡi mà hại giết con vật để phục vụ cho miệng của mình. Cho nên con nguyện không có sát sanh, và vì tình thương nên con nguyện bảo hộ sự sống, môi trường sự sống của mình, của loài vật và muôn loài một lại. Giới thứ hai là không có trộm cắp vật nhỏ như cái kim ngọn cỏ mà không được người cho. Nếu vật đó của người, mình không khởi tâm, không nói, không tư duy và không hành động trộm cắp, mất đồ mình khổ như thế nào thì người mất đồ sẽ khổ như thế đó. Hơn nữa, mình còn khởi cái từ tâm giữ gìn của cải của mình cho chu đáo. Đừng đem tiền của vật chất ra khoe khoang, làm cho lòng tham của người tăng trưởng. Giữ gìn tài sản của người, giúp người giữ gìn cho chu đáo. Hơn nữa, phải giúp người lúc khó khăn, phải biết bố thí sẻ chia. Không có tiền của thì cũng bằng ánh mắt, hành động để mang đến tình thương, sự kết nối, tương thân, tương ái. Giới thứ ba, hạnh phúc của lứa đôi là thủy chung trước sau như một, thương nhau thì nhớ lời nhau, không có làm cho nhau đau khổ bằng cách tư tình với người, không phải hôn phối, không phải cùng với nhau yêu thương được người khác công nhận, hoặc con tim của hai người chấp nhận nhau. Mình phải cẩn thận đừng làm cho mình khổ đau và người tin mình đau khổ, và người khác có cặp có đôi có hạnh phúc rồi phá gia đình của họ là ít nhất bốn người đau khổ, hơn nữa là con cái của họ khổ đau, cha mẹ của họ đau khổ. Cho nên ngoại tình là cái giới khiến cho rất nhiều người
hệ lụy đau khổ. Con nguyện thủy chung với người mà con thương yêu, kiếp này chỉ một người không thay lòng đổi dạ, nếu không thì chuyển hóa những cái tham sân trong lòng, ái dục mạnh mẽ trong lòng trước khi đến với một người khác. Con nguyện hộ trì và bảo hộ gia đình của mình, hộ trì bảo hộ gia đình của người, biết ăn uống ngủ nghỉ cho có điều độ để lòng ham muốn không có tăng trưởng, biết tiết chế ham muốn của mình bằng cách thiền tập, sinh hoạt đời sống cá nhân. Giới thứ tư, ngôn ngữ này có thể tạo ra khổ nghiệp, cho nên từ nay con nguyện dùng chánh niệm để nói lời yêu thương, đồng cảm, chia sẻ, truyền thông, kết nối, không nói lời gian dối, bạo động, hung ác, đoạn tình, dứt nghĩa, không nói lời thị phi, nhân ngã, phán xét, đúng sai, không nói lời vô nghĩa, không nói lời đâm thọc, không nói lời rẻ chia. Nguyện nói lúc nào, người nào, thời gian nào, địa điểm nào đều mang đến lợi ích, nếu không con giữ im lặng chánh niệm như pháp. Giới thứ năm, con nguyện nuôi dưỡng hạt giống trí tuệ của mình, cho nên không có rượu chè, nghe nhìn, hưởng thụ, đồi trị để làm cho bại tiêu đi những hạt giống trí tuệ ấy. Nên con nguyện không có uống rượu say xỉn, nếu có thì con cũng phải rất cẩn thận giữ gìn mình và giữ gìn người. Nguyện đem thân này để tu tập hơn là hưởng thụ tất cả các ngũ dục trên cuộc đời. Này quý vị thiện hữu tri thức, quý vị đã có được thân người, đã có thầy lành bạn tốt, môi trường tu tập, đã thọ giới, đã quy y Tam Bảo, thì ráng giữ giới để lợi ích cho mình, cho con cái, vợ chồng, hạnh phúc, tự do và bản thân mình. Trong tay phải quyết định bao nhiêu pháp học, cuối cùng mà không hành thì lợi ích cho người khác chứ không phải của mình. Không nên đi đếm tiền mướn cho người ta. Ráng giữ giới thì phước báo vô lượng, ngay chỗ đó thì mình và người được lợi ích. Amen.